Sự tích chiếc khăn tang. Ngày xưa, có vợ chồng nhà Phú Hộ, sinh được 5 người con gái. Nhà giàu nhưng lại không có con trai, nên bao nhiêu tình thương họ đều dồn vào những cô con gái. Lần lượt 5 cô lớn lên, ai nấy đều lập gia đình và đi ở riêng. Vì các cô lấy chồng xa, nên hai ông bà Phú Hộ cảm thấy nhớ con quá. Một hôm bà bảo chồng, sắp tới ông chịu khó trong nhà cửa cho tôi, đi thăm chúng một lượt, sau đó tôi lại về trông để ông đi. Phải đó, ông đáp, nhưng bà phải đi nhanh nhanh mới được, đừng bắt tôi đợi lâu. Không được đâu, tôi tính ở lại với các con đứa nào ít nhất cũng một tháng, 5 đứa vị chi là 5 tháng, còn đi đường tổng cộng độ vài 30 ngày. Như vậy cũng ngót mất nửa năm rồi ông ạ. Thôi được, thế thì bà đi đi. Bà nhớ đừng để cho đứa nào quấn quýt quá, rồi ăn dầm nằm về ở đó, làm cho tôi mong mỏi trông đợi. Rồi người vợ cùng con hầu xa đi, nhưng chỉ được vài tháng đã thấy bà trở về, vẻ mặt buồn xo. Thấy thế ông liền hỏi dồn, cớ sao, cớ làm sao mà bà về nhanh như vậy? Có gặp điều gì khó khăn dọc đường hay không mà vẻ mặt bà không được vui? Bà Phú Hộ đáp, chẳng có gì hết, tôi vẫn bình yên, chúng nó đều khỏe mạnh. Tôi về sớm là vì tôi không muốn ông khỏi trông. Ông cứ đi một lần cho biết. Thấy vợ nói úp ba úp mở, ông Phú Hộ chẳng hiểu gì, nên cuối cùng cũng sắm sửa hành lý ra đi. Ông ghé nhà người con gái thứ nhất, chàng rể tiếp đón niềm nở, làm ông hài lòng. Nhưng con gái ông lại không được như thế. Nó chỉ trò chuyện giả lả được đôi câu, rồi quay vào công việc của nó. Đến khi chồng nó ra đồng trông coi thợ cày cấy, thì con gái ông lúi húi lo việc bếp núc, cha con chẳng có dịp trò chuyện. Mãi đến gần trưa, ông cảm thấy bụng đói cồn cào, định bảo nó dọn cho mình ăn trước khi còn ở nhà. Nhưng rồi lại thầm nghĩ, để xem nó đối đãi với cha nó ra sao. Ông thấy con gái chờ chồng về mới dọn cơm ra. Chàng rể của ông lúc ấy tuy về mà vẫn còn bận một số công việc, nên ông phải đợi tiếp. Đến khi thấy quá trưa, con gái ông mới gọi chồng, mình ơi, hãy để đó vào ăn cơm đi, cho ông già ăn với. Nghe con gái nói thế, ông cảm thấy không được vui. Chiều hôm ấy và liên tiếp những ngày sau cũng vậy. Ông nghiệm ra rằng con gái chăm sóc chồng của nó chứ không phải cho ông. Thì sao bây giờ nó coi cha của nó chẳng ra cái quái gì? Nếu chồng nó không ăn thì có lẽ mình cũng phải ngồi nhịn đói. Ông chơi được ít ngày, thấy con gái không được vồn vã đầm thắm như xưa. Ông liền từ giã vợ chồng nó mà đi đến nhà đứa khác xem sao. Lần này vừa đi ông vừa lẩm bẩm, chắc thế nào những đứa sau cũng phải khác chứ, chẳng lẽ đứa nào cũng như vậy cả sao? Vợ chồng ta trông cậy chúng nó rồi đây sẽ chia nhau về phụng dưỡng một khi bố mẹ tuổi già kia mà. Nhưng khi đến nơi, ông thấy đứa thứ hai cũng chẳng khác gì đứa đầu. Nghe bố đến thăm cũng tiếp đãi gọi là cho có tròn bổn phận, rồi lay hoay vào việc nhà, bỏ mặc ông chẳng chút quan tâm. Lần lượt ông đi thăm đủ cả 5 cô con gái yêu quý, nhưng chẳng đứa nào là không say mê với công việc của nó, chẳng đứa nào quan tâm chăm sóc đến ông như lúc còn ở nhà. Sau cùng ông chép miệng, vậy là con gái một khi bước về nhà chồng thì chẳng còn là con của mình nữa, nó xem chồng trọng hơn bố mẹ nó nhiều. Nghĩ vậy ông quay trở về. Ông tính lại thời gian thăm con, cả đi lẫn về, còn ngắn hơn cả bà. Khi về, ông gọi vợ lại bàn rằng, thế là mấy đứa con gái có cũng như không, chẳng hy vọng gì vào chúng nó đỡ đần mình tuổi già nữa rồi. Bây giờ bà để tôi đi kiếm một đứa con nuôi, đặng mai sau nó chăm sóc mình, lúc mắt lòa chân chậm, bà nghĩ sao? Vợ Phú Hộ trả lời, thôi ông ạ, đừng có đi mà mất công lại nhọc xác. Con đẻ rước ruột ra mà chúng không đói hoài, thì con nuôi có làm được gì? Ông liền bảo,
trên đời này có kẻ tốt người xấu, đâu phải ai cũng như ai. Bà đừng ngại. Được rồi, ông cứ đi đi, cố tìm một đứa con ngoan phụng dưỡng, mọi việc ở nhà mặc tôi lo liệu. Phú Hộ bèn đóng vai một ông già nghèo khó, rồi ra đi từ làng này đến làng khác. Đến đâu ông cũng sao? Ai mua cha không? Có ai mua cha thì sao mà mua? Mua ta về làm cha, chỉ mất 5 quan tiền thôi. Mọi người nghe ông già sao vậy thì tưởng ông điên. Có người còn vui miệng nói, mua lão ấy để về nhà hầu ư. Và để rồi đây lão ta 100 tuổi qua đời, có được đồng nào còn phải lo tống táng nữa sao? Thà ta nuôi một người đầy tớ còn hơn. Tuy có nghe nhiều lời mỉa mai cười cợt, phú ông vẫn không nản chí, vẫn đi hết xóm này đến ấp kia, miệng sao không ngớt. Có ai mua cha này không? Bấy giờ ở làng nọ, có 2 vợ chồng, một nông phu nghèo. Nghe có người đi bán mình làm cha, chồng bảo vợ, 2 vợ chồng mình mồ côi từ thuở bé, chưa bao giờ được hưởng tình thương của cha, lại chưa có mụn con nào, thật là buồn. Thôi thì ta mua ông già này về thủ thỉ với nhau, khuya sớm cho vui cửa vui nhà. Thấy vợ bằng lòng, anh chàng chạy ra đón ông già vào và nói, ông định bán bao nhiêu tiền? 5 quan không bớt. Anh chồng liền thưa, thú thật với ông, nhà tôi nghèo quá, muốn mua ông nhưng không sẵn tiền. Vậy ông ngồi chơi để tôi bảo nhà tôi đi vay xem. Phú Hộ ngồi chờ hồi lâu, thấy chị vợ chạy đi một lát rồi quay về. Nhưng số tiền vay được với tiền nhà gom lại cũng chỉ có 2 quan. Anh chồng nói, thôi thì ông thông cảm cho, 2 ngày nữa mời ông trở lại, chúng tôi sẽ có đủ tiền. 2 ngày sau, vợ chồng anh nông phu trao tiền cho ông, mời ông vào nhà, cha cha, con rất thâm tình. Phú Hộ thấy đầu tóc người vợ bây giờ biến đi đâu mất, liền hỏi. Này con ơi, tại sao đầu tóc của vợ con lại cắt cụt đi như vậy? Anh chồng tần ngần đáp, chẳng giấu gì cha, nhà con quá nghèo không đủ tiền mua, mà nếu không mua thì ít có dịp nào tốt hơn. Vì vậy, vợ con phải cắt tóc đi bán mới có đủ số tiền 5 quan. Từ ngày có người cha nuôi, 2 vợ chồng nông phu tỏ ra niềm nở và chịu khó chăm sóc hầu hạ ông không biết mệt. Phú ông vẫn không cho biết gốc tích quê quán thật của mình. Hàng ngày vẫn cứ ăn no ngủ kỹ. Đôi lúc lại kêu ván đầu, mỏi lưng, bắt họ phải xoa bóp hoặc tìm thầy chạy thuốc. Mặc dầu vậy, 2 vợ chồng vẫn cơm nước săn sóc, không bê trễ. Cứ như vậy được vài tháng sau, nhà họ đã nghèo lại càng mạt thêm. 2 vợ chồng phải cố gắng làm thêm để nuôi cha. Có bữa phải nhịn đói để nhường cơm cho ông già. Tình hình như vậy kéo dài nửa năm, nợ nần của họ chồng chất quá nhiều, mà trong nhà gạo tiền đã kiệt. Tuy vậy, họ vẫn không hề lộ vẻ mệt mỏi, cố làm vui lòng cha già. Một hôm, 2 vợ chồng ngủ dậy, thấy người cha nuôi khăn gói chỉnh tề. Ông bảo họ, các con hãy đốt cái nhà này đi, rồi đi theo ta. Vợ chồng anh nông phu trố mắt nhìn nhau, tưởng ông phát điên, nhưng sau đó lại thấy ông Phú Hộ dục bảo. Làm con thì phải vâng lời cha mẹ, chớ có sai lời. Cha đã bảo các con đi theo cha kiếm ăn, thì cứ việc đi. Còn cái nhà ộp ẹp này chẳng đáng bao nhiêu, đừng tiếc nữa. Vợ chồng nghe thế thì biết ông nói thật, không dám cãi, đành nhặt nhạnh một vài món đồ buộc thành một gói, rồi châm lửa đốt nhà. 3 người đi xin ăn như thế được 5 ngày. Cuối cùng đến trước một ngôi nhà ngói tường vôi, ông mới vui vẻ bảo họ, các con ơi, đã đến nhà ta rồi. Bà Phú Hộ bước ra cổng đón vào, ông tươi cười bảo vợ, bà nói đây, đây mới thật là con của chúng ta. Bấy giờ vợ chồng anh nông phu mới ngớ người ra, biết được cha mẹ nuôi mình làm một nhà giàu có. Phú Hộ bảo anh nông phu lấy họ theo mình, và từ đó 2 vợ chồng bước vào một cuộc đời sung sướng. Ít lâu sau, Phú Hộ lâm bệnh nặng, biết mình sắp gần đất xa trời.
ông bèn làm tờ di chúc để phần lớn gia tài cho đứa con nuôi. Đoạn ông gọi vợ đến trăn trối: "Sau khi tôi chết, bà nhớ đừng cho năm đứa con gái biết tin." Ông nói tiếp: "Nếu chúng nó có nghe ai mách mà về đây, chưa biết chừng tôi sẽ bứt néo, trỗi dậy mà cho xem. Việc để tang thì đứa con trai cứ theo cổ tục, cắt tóc, đội mũ, quấn rơm trên đầu, để chứng tỏ mình chịu cực khổ với cha mẹ, thì thôi cũng được. Nhưng đứa con dâu nào thì bà bảo nó khỏi cắt tóc, vì tôi chưa bao giờ quên được việc nó đã hy sinh mái tóc dài của nó để mua cha. Vậy nó chỉ cần đội khăn tang là đủ." Nhưng khi khâm liệm cho chồng xong, bà Phú Hộ vì nặng lòng nên cũng cho người lén báo tin cho năm đứa con gái biết. Khi chúng về, bà đón ở cổng, thuật lại lời trối của cha. Chúng nó nghe và bảo chúng đừng có vào nhà, kẻo có sự chẳng lành. Năm đứa con gái hối hận lắm, nhưng việc đã rồi biết làm sao. Khi đưa linh cữu cha, chúng đòi đi nữa cho bằng được. Khuyên can con mãi không xong. Cuối cùng, bà buộc lòng phải xé cho chúng, ngoài khăn tang ra, còn có thêm mỗi đứa một vuông vải cho chúng che mặt lại, để mong linh hồn bố chúng khỏi biết. Từ đó, người ta bắt chước để đeo tang theo cách này, đã làm. Con trai cắt tóc vành sơm, mũi mấn, dây lưng chuối như cổ tục. Con dâu được miễn cắt tóc, chỉ đội khăn tang, lại miễn cả che mặt. Còn con gái ngoài khăn tang còn có một mảnh vải che mặt. Tu không nên độc tài. Một buổi chiều nọ, Hòa Thượng Diệu Pháp vừa mới an tọa, thì một vị tóc điểm mối tiêu tiến tới quỳ xuống. Chưa khai khẩu, đã tuôn lệ như mưa, khóc chẳng thành tiếng. Mọi người an ủi, ông mới dần dần bình tĩnh được chút, và bắt đầu hướng về Hòa Thượng, kể chuyện của mình, cầu xin chỉ dạy. Ông vừa buồn, vừa tự trách, giống như phát xuất nỗi niềm sám hối bi ai từ nội tâm, khiến cho người có mặt ở đó không ai là không rơi lệ. Ông kể, mình vừa bắt đầu hướng dẫn vợ và các con bước vào con đường học Phật, thì đã nhanh chóng dứt bỏ ăn mặn. Toàn bộ thời gian rảnh, ông đều dùng vào việc tụng kinh, hoằng pháp lời sinh, tu tập tinh tấn. Trước khi học Phật, ông có mua một đầu máy video hiện đại, chỉ xem qua có 4-5 cuốn phim thôi. Đến nay đã 10 năm, chẳng hề đồng tới nữa. Riêng truyền hình, ngoại trừ nghe tin tức ra, các tiết mục văn nghệ khác, ông cũng chẳng để mắt tới. Việc học Phật đem lại cho toàn gia ông nhiều cái hay vô cùng. Có thể nói, gần 10 năm nay, trong gia đình chẳng phát sinh điều gì bất như ý. Điểm tuyệt nhất là cả nhà không hề vướng qua bệnh chi. Trong lúc cùng các bạn đạo bàn luận, ông thường nêu lên những cái hay về ăn chay, học Phật, lòng đầy niềm tin và tôn kính đối với Phật. Năm ngoái, có một bác sĩ bảo ông: "10 năm nay anh không ăn thịt, nhất định là thiếu dinh dưỡng. Anh tự cho mình là không bệnh, thì thấy như không có bệnh. Nhưng nếu anh đi bệnh viện mà kiểm tra máu á, mà không có vấn đề gì, thì chúng tôi á, sẽ niệm Phật ăn chay theo anh." Dưới sự cổ vũ của bạn đồng tu, ông bèn làm cuộc kiểm tra. Lúc bấy giờ, lấy phiếu xét nghiệm, ông hỏi nhân viên: "Xét nghiệm máu tôi có vấn đề gì không?" "Có, năm nay ông tuổi gần 60, mà máu huyết lại giống như người 20-30 tuổi, vậy là không bình thường." Mới đầu, ông hơi ngẩn ngơ một chút, sau đó bật cười. Khi đem kết quả tới cho mọi người xem, ông bảo: "Nếu xét theo tiêu chuẩn người ăn mặn, thì máu tôi đương nhiên là bất thường, nhưng tình trạng máu huyết giống thanh niên không phải là chuyện tốt hay sao? Bởi vậy suốt 10 năm nay tôi không động đến rượu thịt, thuốc hút, nên máu tôi đã được thanh lọc, tịnh quá. Tiêu chuẩn này có thể nói là không giống phần đông người bình thường. Chúng ta ăn chay, tức là đang tịnh quá máu huyết mình, là phản lão hoàn đồng, là trở về với mộc mạc chân thực, khiến cuộc sống hôm nay thân ít bệnh, hoặc không bệnh khổ, khiến kiếp nhân sinh hữu hạn lại càng thêm tốt đẹp."
Nói đến đây, đột nhiên ông trầm tư một chút, mắt lại tuôn lệ. Ông sụt sịt kể, nửa tháng trước tai họa đã giáng vào gia đình ông. Đứa con gái ông cưng yêu nhất bỗng dưng liên tục hai ngày ăn gì đều ói, đi bệnh viện khám họ nói là nó bị ung thư bao tử, nhưng không thể phẫu thuật vì bệnh đã phát tán trầm trọng. Bác sĩ nói sau này bệnh sẽ ngày càng chuyển ác, thời gian sống tối đa chỉ còn nửa tháng. Gia đình ông nghe tin này giống như bị đấm vào đầu, ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt, chẳng biết làm sao. Bác sĩ nói, con gái ông bệnh là do cơ thể thu nạp ít mà làm quá sức, do lao lực, tích lũy lâu ngày, thành bệnh nan y. Ông tỏ vẻ nghi ngờ, nói. Dạ, thưa sư phụ, chẳng phải trong kinh Địa Tạng từng giảng, lễ bái tượng Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng, sẽ được các thiện báo như gia trạch vĩnh an, kéo dài tuổi thọ, tật dịch chẳng đến. Nhưng vì sao nhiều năm nay con tụng kinh Địa Tạng và các kinh khác, mà hiện tại lại bị đại nạn ập xuống như vậy? Bà nhà con nói, nếu như không học Phật thì chẳng đến nỗi con gái phải bệnh nặng như vậy. Vậy thì con e rằng, thân thích bạn bè vốn không tin Phật sẽ càng dèm pha chê trách, thậm chí còn làm lung lay tín ngưỡng của con. Xin hỏi sư phụ, con đã trồng nhân gì mà bị ác báo vậy? Hòa thượng ngồi xếp bằng trên tràng kỹ, đôi mắt hết nhẹ như đang lắng nghe. Thấy cư sĩ hỏi, ngài từ tốn đáp. Lời Phật là chân ngữ, thật ngữ, không gian dối, quyết chẳng gạt lừa người. Nhưng vì sao già ông gặp đại nạn như thế? Đây phải tự hỏi bản thân mình một chút. Như ông vừa nói, ngoài nguyên nhân cho con gái ông lao lực quá độ thành bệnh ra, bản thân ông có lỗi một phần. Tuy ông siêng năng học Phật, nhưng chẳng bỏ được tính cố chấp, độc đoán. Phật Pháp cùng thế Pháp vốn vô phân biệt, nhưng ông lại cho đối lập nhau. Một mặt, ông đem Phật Pháp tích cực giới thiệu cùng mọi người, khiến kẻ nghe Pháp được lợi ích, thậm chí giúp nhiều người ly khổ, đắc lạc, đó là rất tốt. Nhưng ông cũng đem Phật Pháp biến thành trói buộc, bắt vợ con, nhốt trong khuôn khổ do mình định lập ra. Thậm chí, khi vợ con ông ra ngoài, đi đâu, muốn trang điểm chút, cũng bị ông phê bình cho một trận. Con cái ông, thỉnh thoảng nếu nghe những khúc nhạc đang lưu hành, thì xem như phạm vào đại kỵ, có lỗi với phép tắc đại giáo huấn của ông, lập tức sẽ bị ông nghiêm khắc quở trách. Nếu họ tạm có chút phản ứng, thốt lời phê bình hay tỏ thái độ không phục, thì ông lớn tiếng quát la, thịnh nộ như sấm rền. Ông lập tức biến thành pháp quan, một bề làm vệ sĩ hộ giáo. Như thế, trong thiên hạ chỉ có ông mới là người học Phật chân chính. Hễ nghe trong Phật môn có chút việc không đúng pháp, thì ông ghim mãi trong lòng, phê tam bình tứ. Tuy ông có chánh tri chánh kiến nhất định, nhưng mắt toàn chỉ thấy lỗi người, tâm chứa toàn thị phi phải quấy, và nhìn ai cũng thấy đều là ngoại đạo. Thế là rất sai. Ông phải biết mọi sự trên đời đều có nhân quả, mà người chân thật tu hành thì không nên dòm tìm soi mói lỗi thế gian. Sai sót của ông chính là do quá chấp trước, nên đã biến tâm mình thành tâm ma, rơi vào cảnh quỷ. Thật ra, cũng có ma bên ngoài, nhưng không có gì đáng sợ. Người tu phải khéo biến ma thành thiện tri thức, giúp mình thành Phật. Năm xưa, lúc Phật Thích Ca làm ti nhân nhẫn nhục để vua Ca Lợi chặt thân thể, thì ngài tuyệt không có ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, không những tâm chẳng sinh oán hận mà còn phát nguyện tương lai mình thành Phật rồi. Người sẽ độ đầu tiên là vua Ca Lợi.
Đây mới là tấm lòng và cảnh giới tri kiến của Phật. Ông có biết, sau khi nổi nóng hầm hè với vợ con rồi, trong lòng họ thấy thế nào không? Do họ bị ông áp chế, khí oán giận không được bung ra, phải nén cả vào trong. Hơn nữa, ngọn lửa vô minh của ông, tùy theo tiêu chuẩn đạo đức ngày càng thấp của xã hội, mà càng cháy bùng dữ dội. Thế là người nhà biến thành nạn nhân, thành chỗ trút bực, trút giận của ông. Họ phải chịu đựng trường kỳ tháng năm như thế. Làm sao kham thấu? Ông hiện giờ là một người hai mặt. Một mặt là kẻ rất có ái tâm, là chồng tốt, yêu vợ, cha lành, thương con. Còn một mặt khác nữa lại là kẻ có tâm ma, hung ác, toàn gieo tổn thương trầm trọng cho quyến thân. Giờ đây, con ông dính bệnh hiểm, ông chẳng những không phản tỉnh để nhìn ra lỗi mình, ngược lại còn oán trách Phật, Bồ Tát, không che chở, chúc phúc. Cho dù Phật Bồ Tát có đại thần thông, cũng không thắng nổi nghiệp lực của ông. Giống như hãng sửa xe trên thế giới, dù có kỹ sư bảo trì tối ưu, nhưng cũng không sao sửa nổi những chiếc xe bị ông mặc tình chà đạp, gây tổn hại. Con gái ông bị ép phải sống ngoan, sống tốt, đúng theo khuôn khổ ông chế định. Trong công tác, nó luôn ráng làm việc thành tích cho mọi sự được đẹp hơn, tuyệt hơn. Vì vậy mà tinh thần, thể lực bị tiêu hao đến cực độ. Bữa dùng chay trưa, nó thường bị bạn bè hiếu kỳ, tranh nhau dùng hết, bản thân ăn không đủ no, lại chẳng muốn ăn ở ngoài. Tối đến về nhà, đói quá xin mệt, ăn cũng không được bao nhiêu. Như thế lâu dần, tạo thành nội thương bao tử, do tích lao thành bệnh. Những thống khổ, u buồn trong tâm được che đậy bằng nhiệt tình công tác nổi trội, đến mức bệnh nhập xương tủy mới đi bệnh viện, thì đã muộn. Tôi nói tình huống vậy có đúng không? Ông còn trách Phật Bồ Tát nữa không? Những cư sĩ khác tại hiện trường đều bị lời của Hòa Thượng thu hút, hầu như quên mất nhân vật chính đang thịnh pháp. Bây giờ, nghe Hòa Thượng hỏi, họ đều quay sang nhìn ông, thấy ông hai mắt dán chặt vào sư phụ, lệ tuôn đầm đìa, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem, làm ướt đẫm cả một phần áo nơi vùng ngực. Mọi người đều thông cảm cho nỗi thống khổ của ông. Nghe Hòa Thượng hỏi, ông như sực tỉnh, lên tiếng yếu ớt. Bạch sư phụ, không lẽ con gái yêu của con hết cách cứu rồi hả sư phụ? Con gian xin ngài, hãy cứu cháu giùm đi, con gian xin ngài mà, nó còn trẻ quá. Ông vẫn chưa hồi đáp, là những lời ta nói về tình hình của ông, có đúng không? Dạ đúng hết, hoàn toàn là đúng, là do con thực hành và hiểu Phật Pháp không thấu đáo, là tại con hại con gái yêu của con. Nó mà chết đi, con cũng không thiết sống làm chi nữa. Ông chết rồi, vợ ông sống nổi hay sao? Phần bụng trên của bà có một khối u cứng. 10 năm trước, ông đã từng sờ qua rồi. Nhớ không? Nghe đến đây, cư sĩ cả kinh thức sắc, òa khóc to, âm vang vang trời động đất. Từ sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh một người đàn ông tuổi gần 60, bộc phát niềm bi thống dữ dội đến như vậy. Tiếng khóc của ông lớn đến nỗi làm chấn động và ù cả tai tôi. Chỉ thấy hai gối ông khuỵu xuống, hai tay không ngừng đánh vào đầu bình. Các cư sĩ gần bên vội giữ tay ông lại. Ông sầu đau cực độ, nói trong nước mắt. Quan Thế Âm Bồ Tát ơi, con tình nguyện xuống địa ngục vô gián, vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp không thoát ra, để xin đổi mạng cho con gái yêu của con được sống. Quan Thế Âm Bồ Tát ơi, là con có lỗi với bà vợ hiền huệ của con. 10 năm trước, con có sợ và biết bà có khối u cứng trong bụng, nhưng con không nghĩ nó sẽ đoạt mạng. Con thật là ngu si, lúc nào cũng cho mình là đúng,
con thường tuyên bố: người quản tôi chưa sinh ra, nghĩa là trên đời này không ai có thể quản được con. Con quá ngông cuồng kiêu mạn, tự sa vào tâm ma, quả báo vẫn là chính mình tự thọ. Con luôn cho rằng mình là người chồng tốt, cha lành, té ra chỉ là kẻ ôm tâm xấu hại người. Vợ của con 30 năm nay luôn tròn phận hiền thê, mẹ đảm, một bề phu sướng phụ tùy. Con muốn học Phật, bà cũng chiều. Con bắt ăn chay, cho dù trong lòng bà không muốn, nhưng cũng nguyện ăn chay theo con bao năm nay. Sau đó con đề xuất ngủ riêng, đoạn dục. Hễ con nói, bà dâng theo, chưa từng nghĩ đến tâm tư tình cảm của bà. Quên rằng, bà cũng là người biết buồn, vui, hờn giận. Con luôn cho mình là tu rất tinh tấn. Bây giờ con mới biết thế nào là học Phật đúng đắn. Con chính là ma quỷ luôn đem đến áp bức, thống khổ cho người. Vì con chỉ biết của mình, luôn cho rằng cái gì mình cũng đúng, cũng hay, không ai được phép cãi. Còn sống ích kỷ, tư lợi, sống luống uổng suốt bao năm nay. Trước đây, tôi chỉ nghe các bà, các cô, các má vừa khóc vừa rên. Hôm nay lần đầu tiên trong đời mới nghe được một nam tử 60 khóc hù hụ, kể lỗi mình sùm, vừa khóc vừa than vừa sám hối. Nếu như ông không thật tâm sám hối, sao có thể thốt ra những lời chẳng màng đến thể diện mình như thế? Trong phòng khách, bên phía quý bà đều bật khóc thành tiếng, còn quý ông thì không ai là không rơi lệ. Lúc này, tôi phát hiện chỉ có sư phụ là Điềm Viên Đoan Tọa, đôi mắt hơi khép của ngài khẽ động đậy. Trong lòng tôi bỗng nổi lên nghi vấn, trước tình huống cảm động này, vì sao sư phụ không chút xót thương mà cứ ngồi bất động như thế? Sao ngài không mau mau nghĩ cách phá giải giúp cho họ? Bỗng, sư phụ khai khẩu, nhưng chẳng hề mở mắt. Tuy âm thanh ngài không lớn, nhưng có đủ sức mạnh, khiến các tiếng khóc nghẹn ngào ngưng bặt ngay. Ta đâu có nói là con gái ông nhất định phải chết. Sao ông chẳng hỏi phương pháp cầu sống? Dạ. Không khí trong phòng như ngưng động. Mọi âm thanh hoàn toàn im bặt. Lão cư sĩ bỗng quỳ mọp trước sư phụ, dập đầu lia lịa, nghe vang thành tiếng. Tại hiện trường, mọi người đều quỳ xuống hết. Sư phụ giống như không nhìn thấy cảnh tượng xúc động này, vẫn bình tĩnh, từ tốn nói. Phật Pháp là diệu Pháp, tất cả duy tâm tạo. Tâm có thể khiến ông đọa địa ngục, có thể khiến ông thành Phật, có thể khiến ông bị bệnh, tử vong, cũng có thể khiến cho ông hóa giải hàn băng, chuyển nguy thành an. Chú Đại Bi là thuốc hay vạn năng, khéo trị 84.000 chứng bệnh. Nhưng cần phải sám hối chân thành thì tác dụng thuốc mới phát. Nếu như con gái ông lành bệnh rồi, ông có còn nóng nảy, độc tài, áp bức nữa chăng? Quyết không, con sẽ không dung dưỡng các tật xấu đó nữa. Con sẽ đổi mới, làm lại từ đầu. Tốt lắm. Nếu muốn thành Phật, trước phải thành người hoàn mỹ. Phật đối với tất cả chúng sinh đều từ bi. Phật là bậc đại giác, có thần thông trí huệ cao tột, nhưng ngài chưa bao giờ nổi nóng cáo giận chế đệ tử, chưa hề la hét chửi mắng ai. Pháp Phật giảng là giúp người minh lý, hiểu rõ đạo rồi, thì trong sinh hoạt ngày thường, trong công việc thực tiễn, luôn thực hành Phật Pháp. Đây gọi là minh lý tức sự. Chúng ta ngày ngày đều gặp rất nhiều việc xảy ra ngoài dự tính. Bởi vì quý vị đã minh lý, đã hiểu Phật Pháp, cho nên không để những cảnh đó chuyển, mà sẽ như Pháp giải quyết, xử lý sự việc. Đây chính là minh lý tức sự. Người tu hành mà phát cáu, nóng nảy, hét la ọm tỏi là tối đại kỵ. Có câu, lửa sân thiêu hủy rừng công đức, tuyệt không phải là lời hư vọng. Đã là đệ tử Phật,
mà không sửa đổi, không từ bỏ tính xấu này, thì cho dù cả ngày tụng nhiều bộ kinh, giảng pháp nhiều lần, độ biết bao người học Phật, thì bản thân cũng không ra khỏi tam giới. Để cho tính khí nóng nảy sân giận bộc phát là biểu hiện bản thân mình đang quá vô minh. Vô minh nghĩa là không sáng. Bản thân quý vị Phật pháp không sáng tỏ thì làm sao có thể độ người viên mãn được? Trong thời đại hiện nay, con trai con gái chỉ cần có chánh tri chánh kiến, có thể giữ ngũ giới thập thiện, thậm chí có thể ăn trường trai, đều là việc khó làm, rất hiếm, rất quý. Nếu như ông cứ chấp nhất cứng cỏi, vì cầu toàn mà khư khư đem giới luật của người xuất gia áp đặt cho hàng tại gia, rồi ép buộc, quở trách họ, như thế là quá ngu si, đi giống như kéo mạ thuốc lớn. Làm vậy chỉ khiến người đánh xa Phật pháp, biến Phật pháp thành khủng bố, đe dọa, áp bức. Chẳng phải Lục Tổ từng giảng, nếu lìa thế gian tìm con đường giác ngộ thành Phật, giống như tìm sừng thỏ, vĩnh viễn không tìm được. Con gái ông ra ngoài, có thể điểm trang chút ít, hay mặc y phục lịch sự xinh đẹp, có thể cùng chúng bạn thưởng thức những ca khúc đang lưu hành, miễn là nội dung âm nhạc lành mạnh có ích thì đều được cả. Không bắt buộc họ phải suốt 24 giờ niệm Phật mới là tinh tiến. Ông phải hiểu rõ Phật pháp như thế này. Tự thúc liễm ngôn hạnh, giữ gìn tác phong của mình chuẩn mực, cũng chính là niệm Phật. Sống trong thế gian, đối diện mọi hình sắc, cảnh duyên, phải luôn có con mắt sáng suốt, biết tuyển trạch pháp nhãn. Ưng vô sở trụ mà sinh kỳ tâm. Mỗi ngày, buổi tối trước khi ngủ, ông nên sắp xếp tĩnh tọa chừng 40 phút, niệm Phật hoặc trì chú hay tu pháp môn nào đó hợp với mình, nhằm giúp tĩnh tâm. Mục đích giải trừ mỏi mệt cả ngày, cũng tính là khóa tu tối thường nhật. Được rồi, chúng ta đã minh bạch chân tướng vũ trụ, tức là nhìn thấu phá, nhìn ra rồi thì phải buông. Thì ông so với hàng tục nhân chưa nhìn thấu, càng chẳng tự tại, bởi vì trong lòng ông, ngoài 84.000 phiền não trần lao ra, còn bị áp lực Phật pháp đè nặng. Bây giờ, xin chư vị hãy buông hết tất cả, để được đại tự tại. Mỗi cá nhân nên quý người bạn hữu duyên ở bên cạnh mình. Là đệ tử Phật, ta đối với động vật có thể sinh lòng từ bi. Vì sao lại cư xử vô tình với người bên cạnh, làm tổn hại thân nhân mình? Ông bao niên kỷ mới tin Phật, bao nhiêu tuổi mới trì giới? Có cư sĩ tin Phật mấy mươi năm rồi, đến nay chẳng phải vẫn còn ăn tam tịnh nhục ư? Ở đây tôi không nói đúng hay sai, mà chỉ nói vấn đề thời cơ, nhân duyên thôi. Hãy trăng đến rằm thì tròn. Cả nhà ngồi chung một bàn, có kẻ ăn thịt uống rượu, có người ăn chay. Tin Phật. Thế thì một bàn cứ chia hai mâm, chẳng có gì là không đúng. Thế giới này chính là một bàn nhiều mâm mà. Lục Tổ trong hoàn cảnh thắt ngặt, đặc biệt vẫn phải phương tiện ăn rau cạnh thịt. Rau ấy có dính vị thịt chăng? Chẳng ảnh hưởng đến việc thành tổ của Ngài. Không nên vừa hiểu chút Phật pháp, liền lập ta ở trọng rồi khoa chân múa tay. Làm cảnh sát trong Phật giáo. Một bề kiểm soát áp đặt, bắt bẻ lung tung, đến khi ác quả thành hình, thì hối hận đã muộn. Đạo Thiên Chúa, Tin Lành, Vạn Bác Ái, đây cũng là quan điểm của Phật giáo.
chúng ta cần dùng tâm bồ đề bác ái của Phật, cảm hóa chúng sinh, tiến vào Phật môn, chứ đừng dùng phương pháp tranh đấu, chỉ trích, quở mắng, rầy la. Được rồi, cư sĩ mong giúp con gái ông chuyển nguy thành an. Thì 8 giờ sáng mai, ông lên đại điện bắt đầu lễ Phật, tụng 7 biến sám đại bi, hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Xin ông nhớ nhắc con gái, ngày mai cháu ở nhà, bản thân cũng phải bắt đầu tụng kinh Địa Tạng, tụng cho đến khi cháu hoàn toàn bình phục, và từ đây về sau, cháu hãy chuyên tụng kinh Địa Tạng. Còn phần ông, ngày mai lễ xong, sám đại bi rồi, thì bắt đầu lễ 3 bộ lương hoàng sám. Lúc bái sám, phải dùng tâm thành lễ bái, giống như ông vừa thành tâm sám hối hồi nãy đó. Nếu không thành tâm, thì sám hối tụng chú gì cũng chẳng linh. Phải khắc cốt ghi tâm, thành ý hết lòng mới có thể chiêu được cảm ứng, chấn thiên động địa. Phần các cư sĩ, quý vị có chịu làm công đức này không? Chúng con đồng ý. Âm thanh hồi đáp vang vọng, làm rung chuyển cả mặt kính lưu ly trong phòng. Hòa thượng mỉm cười, nở nụ cười hoan hỷ như trẻ thơ. Khuôn mặt tuổi tác của ngài tươi như đóa sen mùa hạ, khiến mọi người xúc động, chiêm ngưỡng không rời. Các đệ tử đều biết, hòa thượng xưa nay không hề vọng ngữ. Chỉ cần bạn làm y theo lời ngài dạy, thì sẽ ly khổ, đắc lạc. Trước khi kết thúc, hòa thượng ngâm một bài thơ cho người suy gẫm. Không tức sắc, sắc tức không, Phật pháp diễn giải vô cùng thâm sâu. Đem thân hành pháp nhiệm màu, giúp người tỉnh giác tiêu sầu hết mê. Trong biển khổ hiện bồ đề, muốn thành Phật phải oai nghi thiện lành, độ mình độ khắp chúng sinh, học gương hoan hỷ thấu tình cảm thông, lòng bao dung tợ hư không, có đi có đến chẳng căng chẳng dùng, trung đạo hữu hiệu vô cùng, rất là thích hợp, nên thường hành luôn. Pháp có chánh pháp. Hỏi: trong thời kỳ mạt pháp, người giảng tà pháp quá nhiều, kẻ không tuân thủ giới luật càng nhiều hơn, có phải là Phật pháp kể từ đây sẽ càng ngày suy vi, phát không nổi chăng? Đáp: không phải vậy. Theo như tôi biết, thì bất kể giới xuất gia hay tại gia, đều có nhiều người âm thầm tu hành. Tôi không tiện bàn về người xuất gia, chỉ có thể đem những câu chuyện cư sĩ tại gia tu hành thực tế kể cho bạn nghe. Trong Báo Ứng Hiện Đời tập 1, tôi đã lược thuật chuyện Tiên Sinh Dạy Học, giờ xin nói rõ hơn. Đôi vợ chồng này, người chồng năm nay 29 tuổi, vợ anh 32 tuổi. Con họ bị thầy thuốc chẩn đoán là bại não. Hiện nay bé được 4 tuổi, trông rất thông minh xinh đẹp, trí tuệ, và số đo IQ vượt xa những trẻ lớn tuổi hơn nó rất nhiều. Thí như, bạn chơi trò biến hóa ảo thuật với bé, giấu vật gì đó, bé không những biết bạn đang lừa nó, mà lập tức có thể tìm ra vật bạn đang giấu. Khi đi đường, bé rất nhút nhát, vì không thể giữ thăng bằng. Phải nhờ người lớn dắt mới có thể đi được. Hiện bé vẫn còn đang cố gắng luyện tập, nhưng tiến triển như vậy, so với lời bác sĩ tuyên bố, em bé này sẽ không thể ngồi được, thì quả là đã tiến bộ rất xa. Bé có thể nói các từ đơn giản với ba mẹ, ông bà, hễ đói, thì em kêu ba mẹ. Hoặc là vỗ bụng, chỉ vào miệng mình. Khi muốn đại tiểu tiện, thì bé kêu ba mẹ. Hoặc diễn tả bằng động tác. Cái hay là, ban đêm, bé ngủ, cũng chẳng hề đại tiểu tiện ra giường. Hễ cần đi, là nó đánh thức ba mẹ, bày tỏ. Nếu như người bé ưa thích đến thăm, họ vừa lên tiếng ngoài cổng, là trong nhà bé đã mừng rỡ, khoa tai múa chân. Mấy ngày trước,
Tôi gọi điện cho mẹ của bé. Em được cầm điện thoại và mừng rỡ bập bẹ. Ông ơi! Ông ơi! Chẳng cần ba mẹ bé kể. Tôi nhìn mức độ tiến bộ của bé mà trong lòng cảm thấy rất vui và an ủi. Hòa thượng Diệu Pháp ban cho bé tên là Huệ Hân. Hôm nay, quả nhiên đã ứng nghiệm. Sư phụ nói, Huệ Hân thay đổi tiến bộ nhanh hơn ta tưởng. Tương lai, không những cháu có thể tự xử lý, mà sẽ hoàn toàn bình thường, và còn có thể khai mở trí tuệ trước năm 20 tuổi. Tôi nghe xong rất ngạc nhiên, hỏi sư phụ. Huệ Hân là từ cõi súc vật, thuộc loài heo chuyển sinh lên. Sao có thể khai mở trí huệ? Sư phụ đáp. Ông giáo dạy học, nhân gì nói bậy. Những gì Phật giáo rao giảng toàn là hư dối. Còn đem uy tín danh dự mình ra bảo đảm, làm lỡ mất cơ duyên học Phật của bao người. Nên sau khi chết, bị đọa làm heo. Nhưng kiếp trước nữa, ông giáo này đã từng là một hòa thượng rất có tiếng tăm danh vọng vào thuở đó. Về sau, do dâm tâm chưa sạch, nên chết rồi quay lại nhân gian, xin làm ông giáo sư nọ. Hai đồ đệ của ông cũng giống vậy. Do tình ái chưa đoạn, nên cùng đến nhân gian làm học trò của ông. Tiên sinh dạy học này, do một bề ôm tà kiến, tuyên bố sai, diệt mất cơ duyên học Phật của bao người. Do tội đó, mà chết rồi phải mang thân heo. Còn hai môn sinh của ông, sau khi bệnh, già, chết đi, họ lại tiếp tục sinh vào nhân gian, kết làm vợ chồng. Bởi vì họ có sở thích rất ưa ăn thịt đầu heo, nên duyên nghiệp chiêu cảm thành cha mẹ Huệ Hân. Cũng có thể nói, Huệ Hân đời trước là con heo, tiền thân heo là ông giáo sư, tiền thân ông giáo là một tu sĩ có đạo hạnh, nhưng tâm dâm chẳng trừ. Còn cặp vợ chồng trẻ ưa ăn thịt heo, chiêu cảm sinh đứa con bị chứng bại não là ngu si, mà nhân của ngu si chính là do làm thầy có uy tín, địa vị cao, mà nói lời cậu thả, làm chướng ngại việc tu tiến của người, khiến người bỏ ý định học Phật. Lại suy tiếp nữa, thì ngu si chính là do tâm dâm chưa trừ. Dâm tâm chính là nam nữ ưa gần gũi chung chạ. Đây cũng có thể nói là thánh xưa khi tạo chữ đã đem chữ hôn thuộc cụm từ kết hôn. Trong đây có bộ nữ đứng cạnh chữ hôn, hàm ý là có nữ nhân ở bên cạnh thì trí óc mờ mịt, u ám, phát mê muội. Đó chính là nguyên nhân ngu si. Thế nên, trong tứ trọng thanh tịnh minh hối, nơi Kinh Lăng Nghiêm, Phật đã dạy. Ông tu tam muội muốn thoát trần lao, tâm dâm chẳng trừ, trần không thể thoát. Cha mẹ Huệ Hân, từ khi hiểu rõ Phật Pháp rồi, nhất tâm quy y Phật Pháp Tăng. Không những dứt trừ ăn mặn, mà vợ chồng còn đoạn dục khử ái. Không những bản thân tự tụng kinh niệm Phật, còn hướng dẫn Huệ Hân niệm Phật, bái Phật. Ngôi nhà họ trước mắt ta đã hiện thành một ngôi tự viện tỏa ánh kim quang. Dù đang là cư sĩ tại gia, nhưng cả ba người họ đều đã thầm hiện tướng xuất gia. Trí tuệ Huệ Hân, thuở là tăng sĩ trong kiếp trước, sẽ có ngày hồi phục, được xem trọng. Mùa hạ năm nay, tôi kết bạn cùng sư đệ Khóa Bồi, dẫn theo một số bằng hữu là đệ tử Hòa Thượng Diệu Pháp, tiện đường ghé thăm nhà ba mẹ Huệ Hân. Lời sư phụ nói cuối cùng cũng được kiểm chứng. Lưu cư sĩ
cha của Huệ Hưng, ngồi trước mặt tôi, thân cao vừa tầm, dáng nho nhã thư sinh. Lý Cư Sĩ, vợ của anh, tuy là công dân hãng Mai, song nhìn giống như giáo sư trung học. Dung mạo của cô mỹ lệ, nhưng không mất vẻ trang nghiêm, nhìn chẳng có vẻ gì là lớn hơn chồng 3 tuổi cả. Trò chuyện một hồi, tôi nhìn thấy nơi hai cổ tay anh Lưu có vết bỏng dài còn đỏ. Có lẽ là mới bị bỏng gần đây, nên trong màu sẹo hãy còn non. Tôi hỏi nguyên nhân. Anh Lưu thật thà khai báo. Dạ, vợ chồng chúng con nhân vì Huệ Hưng bệnh, mà được biết đến Phật Pháp, hiểu đạo rồi, thì đồng phát thệ từ nay quyết tâm tu hành thoát ly tam giới, bởi do gieo nhân ái luyến mới thành vợ chồng. Vì niệm ái mà kết hôn sinh con, rước vào đủ thứ phiền não khổ đau. Chúng con dâng theo lời Phật dạy, lại nhờ xem qua sách báo ứng hiện đời, hiểu rõ về các chuyện kiếp trước đời này, nên quyết tâm đoạn dục khử ái, đã cùng nhau thắp hương thệ nguyện. Hơn nửa năm nay, chúng con vẫn ngủ chung giường, mà không sao, thảy đều bình an vô sự. Nhưng cách đây nửa tháng, một hôm, không biết ma lực nào xuôi ám, khiến dục tâm con nổi lên mãnh liệt, khó bề khống chế. Ngay lúc đó, con vội nhảy ra khỏi giường, quỳ trước Bồ Tát Quan Thế Âm, cầu Ngài gia trì giúp con thêm sức mạnh để bình tâm, định tĩnh. Khi ấy, con đã dùng hai cổ tay kẹp chặt vào ngọn lửa cây hương to đang cháy, quyết tâm dùng lửa cây nhang xua đuổi tà tâm và cầu Phật lực gia trì. Kể đến đây, anh Lưu trang trọng nói, vợ chồng chúng con đã nhất quyết đoạn trừ tâm dâm, xin tôn ông chuyển lời, thưa với sư phụ dùm, chúng con nhất định sẽ làm đệ tử xứng đáng của sư phụ. Tôi bị vợ chồng anh Lưu làm cảm động đến rơi lệ. Bọn họ tuy tuổi còn trẻ, nhưng có khí phách, dũng cảm, khiến cho nhiều lão cư sĩ phải cảm phục, từ hổ thẹn thầm. Mọi người đều quý mến họ. Tôi hỏi, lần này tôi viết tiếp cuốn Báo Ứng Hiện Đời tập 3, tôi có thể ghi chuyện anh chị vào được không? Chị vợ đáp, việc phát thệ tu hành, nguyện từ bỏ ái dục, giống như chúng con cũng có 3-4 cặp phu thê thực hiện rồi ạ. Do cư sĩ Quả Bồi thường hướng dẫn chúng con tổ chức pháp hội Lăng Nghiêm, nên đa số chúng con ai cũng đều thuộc chú Lăng Nghiêm và 4 lời dạy quan trọng trong kinh Lăng Nghiêm. Các Phật tử nhỏ từ 20 tuổi cho đến 60 tuổi, ai mà không thuộc chú Lăng Nghiêm đều cảm thấy rất hổ thẹn ạ. Nhóm bạn đạo chúng con thể vừa phát tâm học Phật là lập tức từ bỏ ăn mặn. Trong số này có cư sĩ Hồng Bân, lúc đi tắm hơi thì quen biết cư sĩ Ngạn Tân và được dắt đến gặp cư sĩ Quả Bồi. Sau khi xem Báo Ứng Hiện Đời rồi á, ông Bân liền hướng dẫn vợ và các con tu tập, từ đó đoạn tuyệt ăn mặn. Gần đây nghe nói cả hai vợ chồng họ cùng phát thệ khử ái đoạn dục, dù tu tại nhà nhưng lòng vẫn nhất quyết phải liễu sinh thoát tử. Chúng con cảm thấy những lời Phật dạy đều là chân lý, nên nguyện tuân theo, y đó thực hành. Chỉ mong được làm đệ tử xứng đáng của Như Lai, chứ chẳng phải mình là kẻ tài ba giỏi giang gì đâu. Còn vốn muốn xin giáo sư đem chuyện Huệ Hưng viết ra, kể rõ khi con chào đời, thì giữa bụng và hai bên lưng đều có một đường ngấn dài. Các bệnh viện đều có nói bị chứng mất sắc tố, và nói đây là chứng bệnh di truyền của gia tộc. Nhưng hai họ nhà chúng con đều không ai bị như vậy. Cổ chân và cổ tay của Huệ Hưng cũng có làn ngấn tương tự như vậy. Hôm nọ, trong khi tỉnh tọa, con đột nhiên thấy mình vào lò giết heo. Thấy một con heo bị trói 4 chân, sau đó bị giết rồi, người ta còn ném nó vào nồi nước nóng, khiêng đi cạo lông. Tiếp đến, dùng côn sắt chim vào giò cản bụng nó, rồi nện đập 4 chỗ này. Sau đó người ta thổi hơi vào mồm nó, khiến bụng heo phình lên như quả cầu. Tiếp đến, họ dùng dây cột tay chân miệng heo lại, ngăn không cho khí tuôn ra, rồi dùng côn sắt đánh lên mình heo. Sau này con hỏi thân phụ mới biết, người ta làm vậy để cho nước trong nội tạng và da thịt phân ly. Mặc dù heo đã chảy hết máu rồi, nhưng lúc bị đánh, thân vẫn còn hằn lên những đường nhợt nhạt như bị tắc nghẽn máu, hiện trên da thịt. Cuối cùng á, thì nó bị phanh thây mổ bụng. Lúc này, con chợt hiểu ra, các đường hằn trên mình Huệ Hưng, bác sĩ nói là bệnh mất sắc tố, thực chất là do heo bị giết, đánh lên lưu vết tích. Xem như đây là kiểm chứng là Hòa Thượng Diệu Pháp rồi, rất chính xác. Kiếp trước đời sau, luân hồi lục đạo là thật có. Nhân quả báo ứng hoàn toàn chân thực, chúng con hy vọng đem chuyện nhà mình, cảnh tỉnh những vị đệ tử Phật không nghiêm trì giới luật
Bởi vì chỉ có giữ giới, sám hối mới tiêu trừ nghiệp chướng, thực tâm hành pháp mới ly khổ đắc lạc. Những lời ba mẹ Huệ Hân nói khiến người cảm động. Mẹ cháu vẫn muốn cho Huệ Hân chụp ảnh để tôi đăng lên sách, để người tin đây là chuyện thật. Nhưng tôi từ chối. Mặc dù hiện giờ cháu còn bé, nhưng sau này cháu sẽ lớn lên. Tuy trình độ viết văn của tôi không giỏi, nhưng tôi cho rằng, dù không đăng hình, độc giả vẫn có thể tin đây là chuyện thật, và hiểu rõ lý nhân quả. Tôi tuyệt chẳng dám viết chuyện bị đặt gạt lừa người, bởi làm thế chính là phản bội nhân quả. Chỉ nhìn sơ qua địa phương nhỏ bé này thôi, đã thấy có rất nhiều cư sĩ tu chân thành. Như thế đủ chứng minh, thời này, tuy mạt pháp mà không mạt, vì còn rất nhiều đệ tử Phật tinh tấn tu hành trong biển người mênh mông. Trong Phật môn từng nói, có người ẩn tu ở thâm sơn, có người tu thầm nơi phố thị. Đệ tử Phật không tranh, không tham cầu, không tư lợi ích kỷ, không vọng ngữ. Tất cả những ai tu hành chân chính, dù là cư sĩ tại gia, thì vẫn có thể thành đạo nghiệp. Còn như trong đạo tràng xảy ra những hiện tượng trái đạo, thậm chí xuất hiện tà sư thuyết pháp, thì đây há chẳng phải là thử thách, là khảo nghiệm đối với chúng ta ư? Không có tà, thì sao hiển chánh được? Không có ma, thì sao có Phật được? Chư vị đại đức cao tăng từng dạy chúng ta, ma là giúp chúng ta tu thêm kiên cố, ta phải biến ma thành bậc thầy nghịch hành hỗ trợ, chẳng phải là tạo thêm lực đẩy giúp ta tu giỏi hay sao? Đối với những ai không tuân thủ quy củ của Phật, ta chỉ cần đừng lý tới họ là xong. Gặp kẻ giảng tà pháp cũng là dịp khảo nghiệm xem chúng ta có con mắt biết phân biệt chánh pháp hay không. Xem như đây cũng là thử thách. Nếu giận họ thì ta cũng giống như họ thôi. Hòa thượng Diệu Pháp từng khai thị. Mạt thế thuyết pháp, có sai có đúng, nên xả thì xả, nên dùng thì dùng, tùy duyên hóa độ. Cuối cùng, xin kết thúc bằng hai câu. Như như bất động, nào sợ tham sân tật đố, nhất tâm bất loạn, nào quản hổ đấu lông tranh. Các bạn tuần thức đầu tiên mùa đông năm 2009, cư sĩ Dung gọi điện cho tôi hỏi thăm chuyện in ấn kinh và sách thiện. Khi cô nghe nói nhà chúng tôi còn những sách hay khác nữa, bèn đến để xem. Nữ sĩ này họ Chu, khoảng 40 tuổi. Theo lời cô nói, cô mới theo đạo Phật không lâu. Chuyện hỗ trợ in sách thiện là tâm nguyện của cô, vì muốn tạo công đức cho người mẹ vừa mới qua đời của mình, mong làm giảm bớt tội nghiệp cho mẹ. Câu chuyện về mẫu thân cô kể ra rất hy hữu, kỳ lạ. Được nghe rồi, tôi cảm thấy câu chuyện này nếu ghi lại, có thể giáo hóa, cảnh giới tốt cho những người con bất hiếu thời nay. Mẹ Chu Sĩ là bà Vân, bị bệnh nặng, qua đời vào mùa thu năm 2009. Nói đến nguyên nhân bệnh của bà, thực khiến cho người ta phải đau lòng. Là tại cô Nga, em dâu của Chu nữ sĩ, cũng là con dâu bà Vân. Lần đó, trong lúc gây cãi, cô Nga đã khiến bà già tức mà chết. Em dâu Chu nữ sĩ là người cực kỳ bất hiếu với ba mẹ chồng, thường cùng với mẹ chồng gây cãi như cơm bữa. Ngay cả người cha chồng từ lâu bị bán thân bất toại, cô Nga cũng chẳng thèm quan tâm chăm sóc. Sau khi mẹ chồng qua đời rồi, cô Nga càng không có chút gì ăn năn sám hối. Là chị, Chu nữ sĩ rất buồn trách người em dâu bất hiếu này. Vào nửa đêm ngày thứ bảy, tính từ lúc bà Vân qua đời, Chu nữ sĩ đang ngồi một mình buồn nhớ mẫu thân, nên cứ nhìn chăm chăm vào di ảnh của mẹ, hồi tưởng đến lòng thương yêu mẹ dành cho mình. Ngay lúc đó, cô bỗng nghe tiếng mẹ gọi nhỏ tên mình. Chu nữ sĩ liền tỉnh hẳn, và thật bất ngờ
khi thấy mẹ hiện ra ngay trước mắt, nhưng hình dạng của mẹ có làm cho cô sợ hãi. Mẹ Chu nữ sĩ mặc áo đi đường, phía trên thân bị đeo gông xiềng, lộ vẻ hết sức thống khổ. Chu nữ sĩ làm gan hỏi: Mẹ, phải mẹ đâu? Mẫu thân cô cho biết, hôm nay là đêm vong linh được phép về, nên mẹ cô đến thăm cô. Mẹ cô đã chết rồi, khi lên dòng hương đài nhìn về quê nhà ở nhân gian, thấy cô rất buồn, hàng ngày rơi lệ, mẹ cô rất đau lòng. Hôm nay, được ngục quan phê chuẩn, cho phép tướng quân Ngưu Đầu Mã Diện dẫn mẹ cô về đây thăm cô. Chu nữ sĩ vội vàng hỏi: Mẹ ơi, mẹ nói giọng hương đài và tướng quân Ngưu Mã gì, con nghe mà không hiểu gì hết. Lúc đó mẹ của cô nói rằng giọng hương đài là nơi địa phủ đặc biệt thiết lập cho người chết lên đó nhìn về cảnh quê nhà thân thuộc ở thế gian. Tướng quân Ngưu Mã là ngục tốt ở âm cung, cũng giống như cảnh sát ở dương gian vậy. Bọn họ hiện đang ở ngoài cửa chờ, chút nữa sẽ dẫn mẹ cô về địa ngục thọ tội. Mẹ ơi, vì sao mẹ phải xuống địa ngục thọ tội hả? Dung ơi, chết rồi mẹ mới biết tội mình quá lớn. Con biết vì sao mà mẹ phải chết phải không? Là tại cái đồ dâu con bất hiếu chọc mẹ tức chết đó mà. Nhưng thật ra đây cũng chính là báo ứng của mẹ. Vì hồi trẻ, mẹ cũng bất hiếu ác độc với bà nội của con. Ông nội con đã sớm qua đời, bà nội của con phải sống cùng với cha và mẹ. Nhưng hễ bà nội con có làm chút gì trái ý, khi mẹ không vừa lòng, là mẹ liền trách mắng. Đến nỗi sau này, bà nội con mỗi khi thấy mẹ đều run sợ như chuột gặp mèo. Ngay cả thở mạnh bà cũng không dám. Mẹ thấy vậy rất đắc ý. Cảm giác trong nhà này mình là chủ, rất oai phong, nói gì ai cũng phải nghe. Có một việc con không hề biết, nguyên nhân bà nội bệnh chính là do mẹ gây ra đó. Ngờ đâu lần bệnh ấy bà nhập viện và qua đời luôn. Bà bị mẹ làm cho tức mà chết đó. Phật mẹ, lúc sắp lìa đời, khi mẹ nhìn thấy Ngu Đầu Mã Diện đến đóng gông mẹ, mẹ đã kêu to rên rỉ, nhưng các con cứ nói mẹ bị ảo giác. Kết quả là mẹ bị họ bắt hồn đem đi. Xuống địa ngục mới hay mình tội lỗi nặng nề. Có ngờ đâu chẳng hiếu kính, với cha mẹ ruột lẫn cha mẹ của bạn đời, lại bị hành tội khổ sở như vậy. Mẹ ơi, mẹ nói bà nội vì mẹ làm sầu não mà nhập viện, sau đó qua đời hả? Lúc này, thình lình chồng Chu nữ sĩ xuất hiện, ông từ trong phòng bước ra, hỏi: Em đang nói chuyện với ai vậy? Là mẹ đó anh, mẹ đang về nè. Ở đâu? Sao anh không thấy? Chắc tại em gần đây buồn, nhớ mẹ dữ quá, cho nên sinh ra ảo giác đó. Không phải mà, hôm nay là đêm vong về, là ngày mẹ được đến thăm em. Em đang trò chuyện cùng mẹ. Anh không thấy mẹ đứng trong đây sao? Không, anh không có thấy gì hết trơn á. Mẹ ơi, tại sao chồng con lại không nhìn thấy mẹ? Dung à, đúng là nó không nhìn thấy ta. Số con cũng khổ, phụ thân con thật sự đã làm khổ con. Vì gả con cho người chồng như vậy, chồng con là kẻ bất thiện. Lúc này, ông chồng của Chu nữ sĩ đã kéo Chu nữ sĩ vào trong phòng. Cô không chịu đi. Đột nhiên, chồng cô hét to lên một tiếng. Ôi mẹ ơi! Lộ vẻ kinh hãi như vừa gặp phải quỷ và chạy thẳng về phòng mình. Cô ngơ ngác hỏi. Mẹ ơi! Mẹ sao rồi? Chợt, cô nghe tiếng bà vang lên ngoài cửa. Cảm tạ các tướng quân Ngưu Mã. Xin hãy cho phép tôi nói với con gái tôi cho xong chuyện. Chồng con bị hai tướng quân Ngưu Mã dọa chạy rồi. Hiện giờ nó đang hãi hùng, nằm trùm mền rung lập cập kìa. Bảo đảm không còn dám chạy ra quấy nhiễu cuộc đàm thoại của mẹ con ta nữa đâu. Mẹ ơi, chẳng phải
lại bị họ dùng xiềng xích trói hay sao? Vậy thì vì sao họ lại giúp mẹ và con chứ? Chà, đây là trách nhiệm của họ. Hôm nay mẹ đem câu chuyện bất hiếu của mình kể ra, để sau này con thông báo cho mọi người biết, khiến thế nhân hiểu rõ tội lớn bất hiếu là như thế nào. Mẹ hy vọng thông qua chuyện này, những người con bất hiếu trên thế gian sẽ biết hối cải sửa đổi, nếu không tương lai họ sẽ bị trừng phạt và thọ hình tàn khốc như mẹ ở địa ngục này. Tương lai mẹ còn phải vào chảo dầu thọ tội nữa. Mẹ, mẹ nói sao? Chảo dầu hả? Con có nghe nhắc đến, nhưng đó chẳng phải là truyền thuyết hay sao? Con à, chẳng phải truyền thuyết đâu. Những người ác không tin nhân quả, cho nên họ một bề đả kích địa ngục, bác bỏ thuyết nhân quả báo ứng. Nhưng không phải làm vậy là họ có thể thoát khỏi hình phạt, đây chẳng qua là họ tự lừa dối mình để trấn an mình thôi. Từ hôm nay trở đi, con và em trai nên chuẩn bị lo hậu sự cho thân phụ đi, vì ba các con không còn sống lâu nữa đâu. Mẹ, vì sao ba không còn ở thế gian này lâu nữa hả? Tội của ổng không nhẹ đâu. Hồi đó ta chửi mắng mẹ chồng, ông chẳng những không quở trách hay cản ngăn ta, ngược lại còn để mặt ta cư xử hồ đồ tùy tiện. Mà lẽ ra ông phải là người làm tốt, khuyên giải hai bên mới đúng. Ông cũng là đại bất hiếu, vì nếu ban sơ ta chửi mắng mẹ chồng, thì ông nên trị cho ta một trận, thậm chí có thể vì ta bất hiếu mà đề xuất ly hôn. Như vậy thì sau đó ta ắt sẽ biết sợ mà không dám hiếp đáp hung dữ, quỷ thần cũng sẽ kính phục ông. Tất cả đều là tại ông dung túng hết. Ngục quan ở âm cung rất xem thường những kẻ để vợ hành sai quản bậy. Đối với những đứa còn bất hiếu, hình phạt trị tội là rất nặng. Bà còn mấy năm trước bị trúng gió, bán thân bất toại, cũng là bị trừng phạt đó. Hiện giờ ông sống cũng không được con trai con dâu hiếu kính. Chết rồi còn phải thọ khổ hình nữa. Đáng sợ quá, nhưng như vậy không đúng rồi. Chị, hồi mẹ ở dương gian, ngoài tội bất hiếu với mẹ chồng ra, cũng có làm nhiều việc tốt lắm mà. Giống như hồi năm ngoái đó, Dấn Châu bị động đất, chẳng phải mẹ đã đóng góp 500 đồng hay sao? Vì vậy, đâu thể tính mẹ là người ác được. Vì sao mẹ vẫn phải chịu hình phạt? Con à, như con biết rồi đó, có nhiều người làm phúc thiện thì thấy dường như là có công đức, nhưng phúc kia không chống đỡ nổi cho tội đại bất hiếu. Con nghĩ mà xem, kẻ bất hiếu đối với phụ mẫu có thể là người chân thiện được sao? Còn nữa, năm ngoái mẹ góp tiền không phải là thật lòng, vì đối với các nạn nhân bị động đất, mẹ không hề có lòng đại từ ái. Mẹ góp tiền là vì mẹ không muốn chị em bạn nói mẹ keo kiệt. Nào có dè đâu, lòng mẹ nghĩ chi thì ở địa ngục được hiểu thấu ráo trọi, và có ghi rõ hết. Ngục quan nói mẹ cả đời tạo công đức rất ít, phần nhiều là thiện nhỏ, thiện giả dối, cho nên khó chống đỡ, khó phá tan tội bất hiếu được. Mẹ ơi, con phải làm sao cho mẹ giảm tội nhẹ đây? Con đi chùa làm lễ siêu độ cho mẹ nha. Con nghe nói siêu độ thì có thể giúp thân quyến đã tử vong được lên thiên đường. Nếu làm lễ siêu độ có thể giúp thân quyến đã chết sinh lên trời, thì người ác đâu còn bị trói buộc gì. Chết rồi thì con cháu có thể xuất tiền ra làm siêu độ cầu họ lên thiên đường là xong thôi. Nếu như vậy trên trời sẽ có mấy kẻ ác này hay sao? Con à, không có dễ dàng như vậy đâu. Con cháu vì người quá cố làm lễ siêu độ là thể hiện hiếu tâm, mượn sức mạnh của pháp hội siêu độ để làm giảm bớt tội nghiệp cho thân nhân quá cố mà thôi. Con vì mẹ làm siêu độ đương nhiên là việc cực kỳ tốt, mẹ không ngăn cản. Nhưng tốt nhất con phải thường đi chùa, lấy danh nghĩa của mẹ mà ấn tống sách thiện kinh quý. Còn nữa, con nên phóng sinh cho nhiều, như vậy thống khổ của mẹ tại địa ngục sẽ giảm thiểu rất nhiều. Còn nữa, Phán Quan nói con cùng Phật giáo có duyên, trải qua những việc trong hôm nay rồi, từ đây về sau,
con nên lui tới chùa thường xuyên. Tương lai, nếu con tu chí thành, thì bản thân mẹ cũng nhờ vậy mà được giảm khổ. Công đức con tu viên mãn, thì mẹ cũng được sáng lay. Đến lúc đó, mẹ mới thực sự được thăng thiên hưởng phúc. Dung mà, giờ đã đến lúc đi rồi. Tướng quân Ngưu Mã đang hối thúc mẹ kìa. Mẹ phải đi đây. Mẹ ơi, sao con không nhìn thấy các tướng quân Ngưu Mã? Ôi trời, ngốc ơi, ngàn vạn lần con không nên thấy họ. Vì họ là hung thần ở địa ngục chuyên trừng trị kẻ ác. Những kẻ xấu làm ác rồi chết, thì sẽ có ngày thấy họ ngay. Được rồi, mẹ ơi, con nhất định sẽ làm y theo lời mẹ dặn. Mẹ an tâm mà đi nha. Chu nữ sĩ lập tức ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện của hai mẹ con cô, hy vọng sau đó sẽ đem chuyện này công bố ra để cảnh giác, răn nhắc những người con bất hiếu. Cô nói với tôi, chồng cô, từ trải qua kinh nghiệm đêm đó rồi, vừa nghe tin cô tính làm lễ cầu siêu và hành thiện để hồi hướng phúc cho mẫu thân thì đã sốt sắng đưa tiền. Nếu xem đến đây, bạn đọc có được chút tỉnh giác, ích lợi nào, thì xin hồi hướng phước điền này đến mẫu thân Chu nữ sĩ, cầu cho bà sớm ly khổ đắc lạc. Trong chết được sống. Thông thường, người ta chỉ khi nào lâm vào bước đường cùng mới khởi ý đến với Phật Pháp, cầu gia hộ. Lúc đó nếu có duyên lành gặp được thiện tri thức hướng dẫn, hành đúng pháp sám hối, chí thành học Phật, thì có thể chuyển nguy thành an, sống lại từ chỗ chết. Nhưng trước bao quả báo khổ não phải thọ nhận, có bao nhiêu người sở hữu được may mắn này? Vì vậy, chúng ta phải luôn nhớ vô thường, nghe liền tinh thọ, phải biết trân quý bội phần những ưu khuyết từ kiếp người. Sống nên thuận theo dòng thiện, sửa đổi lỗi xưa, ăn chay trì giới, hiểu rõ nhân quả, dứt ác theo lành, phá bỏ vô minh chồng chất, giữ chánh tri kiến, mới có thể tránh được tai nạn họa ương trùng trùng. Có nữ cư sĩ họ Lưu, tuy tin Phật nhiều năm, nhưng do gia đình phản đối nên mãi vẫn chưa ăn chay, tính tâm học Phật cũng không kiên định. Cuối năm 2007, Lưu cư sĩ khám bệnh, bất ngờ phát hiện ruột bị ung bú. Sau khi tái khám, bác sĩ bảo, cô về nhà nghỉ dưỡng, thích món gì thì cứ ăn. Bệnh này mạng sống chỉ tính từng ngày. Lưu cư sĩ hoàn toàn bất ngờ, bình thường cô không nghĩ là bệnh này nặng đến vậy. Giờ xem như đã bất trị, là thời kỳ cuối. Vô thường đến nhanh quá, khiến cô trở tay không kịp, nên tâm phát sinh chán nản, tuyệt vọng đầy. Lúc này cô nhớ lại, mấy hôm trước, dì và vài bạn đạo đến thăm đã nhiều lần khuyên cô nên ăn chay, niệm Phật, tụng kinh cho tốt. Thế là cô âm thầm hạ quyết tâm, phải trì giới ăn chay, chấm dứt không tạo sát nghiệp. Cô sẽ chân chánh tu học Phật Pháp, cầu Phật lực gia trì giúp cô ra khỏi tuyệt lộ. Về nhà rồi, Lưu cư sĩ kể rõ bệnh trạng nghiêm trọng của mình cho mọi người hay, và kiên quyết nói, tôi không còn sống bao lâu nữa. Trước đây tôi đã tạo nghiệp sát quá nặng, bắt đầu từ hôm nay trở đi, tôi nhất quyết ăn chay tu học, xin mọi người ủng hộ cho. Chồng và các con cô thuở giờ luôn phản đối không cho cô ăn chay, lúc này đành im lặng chiều theo. Mặc dù cô mới bắt đầu ăn chay, tập tu, nhưng nỗi sợ cái chết và bệnh hoạn đau đớn, dày vò, khiến cho cô nhiều lần thối tâm, tinh thần, đang nằm trên bờ vực suy sụp. Đang lúc cô hành trì hết sức khó khăn, thì dì và các bạn đạo liền đưa tay ra giúp. Họ dẫn cô đi phóng sinh và đồng tụng kinh hồi hướng hỗ trợ, cầu Phật Bồ Tát gia hộ cô sớm mạnh lành hồi phục. Đồng thời, còn khuyên cô nên tụng kinh Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Kiếp Ấn Đà La Ni, để giúp cho tín tâm và đạo tâm kiên định, chiến thắng được quỷ bệnh. Một tháng sau, khi đến bệnh viện kiểm tra, thấy bệnh cô đã ổn định và chuyển tốt. Điều này khiến cô tăng thêm niềm tin. Chồng con khi hay bệnh cô đỡ nhiều rồi, cũng vui mừng, tở mở,
xúm nhau ăn chay theo. Những ngày tháng sau đó, Lưu cư sĩ phát nguyện tinh tấn tu học, là một đệ tử Phật đúng nghĩa. Hàng ngày, cô tụng kinh Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Kiếp Ấn Đà La Ni 108 biến. Cô chí thành quỳ trước Phật tụng kinh, tĩnh tọa, chuyên chú miên mật. Lúc này, phiền não cũng theo đó rụng rơi. Đúng như trong kinh nói, nếu có chúng sinh, tội nặng bị báo ứng, trăm bệnh kéo đến, thống khổ bức thân, tụng chú này 24 biến, ách bệnh khổ não, nhất thời tiêu tan, thọ mệnh kéo dài, phúc đức vô tận. Lưu cư sĩ tinh tấn tu học như thế 3 tháng, sau đó đến y viện tái khám, kỳ tích đã xuất hiện, ruột không còn ung bú, bệnh khỏi hẳn triệt để. Nhờ theo pháp chân chánh, học Phật thực hành đã giúp cho Lưu cư sĩ sống lại từ cửa tử, không những bản thân cô thọ sâu pháp ích mà còn khiến cho toàn gia cảm động, cùng bước vào con đường tu tập ăn chay theo luôn. Giải thích thêm, Lưu cư sĩ bị ung bú thời kỳ cuối, vì sao chỉ 3 tháng được lành? Là do các nguyên nhân sau đây. 1. Nhờ cô sửa đổi tu 3 điều thiện, ăn chay trường, phóng sinh, tụng kinh. 2. Phát nguyện làm lợi chúng sinh, nguyện này cùng nguyện chư Phật tương đồng. 3. Hàng ngày thành tâm tụng chú, Nhất Thiết Như Lai Tâm 108 biến. Lực gia trì của chú này mạnh không thể nghĩ tưởng. Trong kinh nói, chí tâm phát nguyện, tụng niệm thần chú, mỗi chữ mỗi câu, phóng đại quang minh, chiếu đến tam đồ, khổ điều tiêu tan, chúng sinh thoát khổ, mầm Phật phát sinh, tùy ý vãng sinh, mười phương tịnh độ. Người người, nếu y theo 3 điều này tu, thảy đều có thể chuyển hóa định nghiệp và nghịch cảnh. Vì sao cô đi tu? Mùa thu năm 2003, một ngày trời trong đẹp, gió thổi hiu hiu. Tôi và bạn già đi đến chùa Bàn Lông, nổi danh ở huyện Nguyên Thị, tỉnh Hà Bắc. Thắp hương lễ Phật xong, chúng tôi đi dạo nhìn ngắm cảnh trong chùa. Lúc này có một sư nữ mặt tươi tắn, mỉm cười đón tiếp chúng tôi. Trông cô rất hòa nhã, thân thiện. Bạn già tôi bước lên chào hỏi. Thưa sư phụ, chúng tôi là cư sĩ ở xa đến thăm chùa, có thể trò chuyện cùng sư được không ạ? A Di Đà Phật, được ạ. Tôi lên tiếng, thưa cô, trong cô còn rất trẻ, vì sao lại muốn xuất gia? Thế là vì sư nữ trẻ tuổi này đem câu chuyện có thực đáng sợ do bệnh đích thân chứng kiến kể lại cho chúng tôi nghe. Tôi sinh trong một gia đình cán bộ quyền thế tại thành phố X thuộc miền Đông Bắc, cảnh nhà sinh hoạt rất sung túc dư dả. Từ nhỏ tôi chỉ cắm sách đi học, mãi cho đến tốt nghiệp đại học tài chính. Tốt nghiệp rồi á thì tôi làm ở cơ quan hơn 10 năm, sau này tôi chuyển qua công tác tại ngân hàng. Chồng tôi á thì làm công việc cơ quan chính phủ, con trai đang học cao trung. Tôi luôn cảm thấy đời sống mình rất hạnh phúc. Tôi có ba mẹ thân thuộc yêu thương, gia đình êm ấm, trong nhà không có gì phải sầu lo, mọi việc đều hết sức thuận lợi. Nhưng 3 năm trước tôi gặp một đại biến cố khiến đời tôi thay đổi lớn, rẽ sang một hướng khác. 3 năm trước tôi làm việc ở ngân hàng, đồng thời kiêm luôn chức nhân viên tài vụ công ty địa ốc. Ngài tổng giám đốc công ty địa ốc 46 tuổi. Lúc trước ông làm ở công ty lương thực, sau đó thì chuyển qua kinh doanh địa ốc. Ông giàu vô kể, sở hữu chức vạn tài sản, làm ăn bề thế, rất có thực lực. Năm đó ông chơi cổ phiếu bị thua đậm, hôm đó chỉ trong 15 phút mà phải đền hơn 470 vạn. Ông bị đả kích quá lớn nên xuất huyết não mà chết. Sau khi ông chết rồi, thần thức cứ một bề đeo theo bên tôi. Lúc sống ông cao 1m84, vậy mà giờ nhìn thấy ông xuất hiện chỉ cao khoảng 1m. Sắc da như màu đất, hình dạng giống hệt như lúc còn sống. Vừa nhìn thì biết ngay, đây là ông Tổng. Lúc đó bất kể tôi đi đâu, ông đều đi đến đó. Tôi không thể nhắm mắt, vì hễ vừa nhắm mắt thì nhức đầu, không chịu nổi. Mà dù nhắm mắt thì cũng vẫn thấy ông. Người nhà cho là tôi bất bình thường, nên cử người theo canh chừng suốt ngày. Mà tình huống tôi nhìn thấy, bọn họ không ai thấy. Nên dù tôi có nói, có diễn tả cách mấy, thì cũng không ai tin. Tôi có muốn trốn ổng thì cũng không trốn được. Tôi tức quá, tôi đi máy bay đến Bắc Kinh, hay đi Thanh Đảo,
thì ông cũng bám theo. Cảnh tượng này nó hành hạ tôi suốt 100 ngày. Đáng sợ hơn nữa là, từ sau khi ông chết, cứ 7 ngày là tròn 1 tuần, mỗi khi qua 1 thất, trước mắt tôi lại lần lượt hiện từng cảnh nơi địa ngục, chỗ ông thọ khổ, thấy ông bị hành hạ thê thảm đáng sợ. Tuần thất đầu tiên, tôi nhìn thấy mấy vị ngục tốt kéo đến lôi hai tay ổng nhét vào lò thiêu nướng. Chỉ nghe tiếng ổng kêu la thảm thiết, khi tay ổng được rút ra rồi á, nó cong vẹo, đỏ như sắt nung lửa, người ổng co rúm quất queo. Đến tuần thứ hai, hiện trước mắt tôi là địa ngục thiêu chân. Tuần thất thứ ba, tôi thấy ổng chân trần leo lên núi đao, máu tuôn dầm về. Tiếp theo là tuần thứ 5, 6, 7, lại thấy ông bị đau phanh thây, mổ bụng, móc mắt, cưa chân, vân vân. Thật là thảm và kinh khủng đến không dám nhìn. Tôi cũng nghe ông lớn tiếng kêu rên, van xin tôi cứu ông. Nhưng tôi lúc đó chưa biết Phật Pháp, tôi biết làm sao mà để cứu ông. Trong suốt 100 ngày, cuối cùng tháng cảnh hiện, tôi bỗng thấy Bồ Tát Quan Thế Âm đứng trên đóa sen màu hồng, mặc y phục trắng, tướng mạo trang nghiêm, thù thắng không có gì sánh. Tôi ngắm nhìn thần thái thanh tịnh của Bồ Tát Quan Thế Âm, choáng ngợp vì ánh sáng rực rỡ trước mắt, thần tâm lập tức cảm thấy thanh lương, tinh thần sảng khoái dạng bội. Chỉ nghe Bồ Tát Quan Âm tha thiết bảo, còn phải niệm Phật nha. Rồi ngài phẩy nhẹ tay áo, trong chớp mắt đã biến mất. Tôi vội kêu lên, lay tỉnh người bạn cùng phòng, kể cho nghe cảnh mình thấy Quan Âm. Vậy là chúng tôi đi mua hương, lư và tượng Quan Thế Âm. Lúc đốt cây hương đầu tiên, thì nhìn thấy Bồ Tát Quan Thế Âm trong chớp mắt, hợp thành nhất thể. Chế tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, rồi nghe ngài dạy, hãy đến Bảo Hoa Tự đi. Bảo Hoa Tự ở Liêu Ninh, tỉnh Đại Liên. Vậy á, là cô bạn cùng tôi đến Bảo Hoa Tự, sư trong chùa giống như biết trước tôi đã sẽ đến. Vừa gặp tôi liền nói, ta đợi con lâu lắm rồi. Sư còn nói, con cần phải xuất gia. Đến ngày 19 tháng 6. Sư làm lễ cầu siêu cho ông Tổng. Khi đó, tôi cảm thấy đại địa chấn động, thấy ông Tổng từ trong địa ngục được cứu thoát. Tôi còn thấy từ trong địa ngục đưa ra vô số cánh tay, giống như kêu cứu vậy. Siêu độ xong, sư bảo tôi, ông Tổng đã được cứu khỏi địa ngục, đầu thai vào một cõi súc sinh rồi. Một năm sau, cũng nhằm ngày 16 tháng 9, tôi đang đi trên đường gần đó, tình cờ gặp một con lừa, vừa nhìn thấy tôi, nó không chịu đi. Kêu thì nó chảy nước mắt, tôi không hiểu vì sao nó lại có chuyện này. Về đến chùa, thỉnh giáo sư phụ, ngài nói, con lừa này chính là ông tổng giám đốc của các con đó, thân thích bằng hữu, vội đi khắp nơi tìm con lừa, nhưng không tìm được. Lại một năm trôi qua, hôm đó là ngày 28 tháng 4, con lừa xúc dây trói chạy đến cổng chùa, mặc cho người lôi kéo hay đánh đuổi, nó đều không chịu đi. Lúc đó sư trụ trì đang tọa thiền, nhưng ngài vẫn bảo tôi. Bên ngoài có con lừa tìm cô đó, tôi vội chạy ra ngoài cổng, con lừa vừa nhìn thấy tôi, lại kêu lên và chảy nước mắt. Tôi nói nó, người là tổng giám đốc ít phải không? Nếu phải á, thì gật đầu nha. Nó nghe và hiểu lời tôi, liền gật đầu. Sau đó tôi nói, ta quy y cho người, hãy lắng nghe nha. Tôi liền làm theo những cách thức sư phụ dạy, quy y tam bảo cho lừa, làm lễ xong tôi nói, bây giờ á, hãy dẫn ta đến nhà chủ của mi. Lừa gật đầu, nó đi trước rồi tôi theo sau. Nhìn nó đi trên đường, giống hệt như ông tổng lúc còn sống vậy. Về đến nơi, lừa nhìn tôi rồi nhìn ông chủ, y như muốn bảo tôi đây là ông chủ nó. Tôi hỏi ông ta, con lừa sinh lúc nào, thì ông nói ngày tháng năm. Tính ra, đúng hợp với thời gian siêu độ của ông tổng, lúc đó tôi tin chắc đây là ông tổng. Từ địa ngục thoát ra, sinh vào loài súc vật nhân gian. Sau đó, người nhà ông Tổng đến chùa con lừa, đem nó đi phóng sinh trong chùa. Sự việc này đã làm chấn động tâm tư rất nhiều người, nguyên là công ty thiếu ngân hàng số tiền cực lớn, khoảng 700.000 vạn. Nhưng ông Tổng lúc còn sống, đã có ý không muốn trả, cho nên từ khi xảy ra sự việc kinh thiên động địa này, và người ở trong công ty đều tận mắt chứng kiến, thì ông phó tổng giám đốc công ty liền tự nói với ngân hàng trả toàn bộ số nợ. Thanh toán xong rồi, công ty vẫn còn tiền dư. Thân nhân bằng hữu các đồng nghiệp của tôi, sau khi sự cố đó đa số đều quy y Phật môn, do từ đích thân trải qua sự kiện này, tôi vô cùng tin sâu lục đạo luân hồi là có thật, không dối, thầm hiểu, luật nhân quả báo ứng không sai mãi mãi. Vì sao ông tổng đọa địa ngục, nếm đủ hình phạt khổ đau? Tất nhiên là do những nhân gieo không lành,
nhưng đó là chuyện riêng của bản thân ông. Tôi không muốn khơi lên làm gì. Điều quan trọng là chuyện của ông đã khiến nhiều người thức tỉnh, cảnh giác, biết tự chấn chỉnh và tu sửa thân tâm cẩn mật hơn. Cho dù hiện tại quý vị giàu sang, sở hữu ức vạn tài sản, nhưng một khi chết đi rồi thì chẳng mang theo một xu. Đúng như cổ nhân từng nói, vạn thứ chẳng mang đi được, chỉ có nghiệp đem theo. Từ nhỏ sinh trong gia đình giàu sang, lại là gia đình có địa vị quyền thế. Tính ra các loài vật, từ bay trên trời, đi dưới đất, bơi xuống nước, không gì mà tôi chưa ăn qua. Nghiệp ác đã tạo, cố nhiên rất sâu nặng. Tôi thầm nghĩ, tương lai nếu như tôi và cha mẹ, thân quyến bị đọa địa ngục, thì ai sẽ cứu chúng tôi đây? Vậy là tôi hạ quyết tâm, phải xuất gia tu hành, nguyện tu cho đến khi chứng đạo vô thượng. Cô kể xong câu chuyện, vẫn còn rất cảm xúc bùi ngùi thở dài. Chúng tôi bị câu chuyện cô làm chấn động, tâm linh bị đả kích mãnh liệt, về những kiến thức ta biết về lục đạo luân hồi, về nhân quả báo ứng trước đây, thấy đều chỉ đọc trong sách, nên cảm thấy cách mình rất xa. Nhưng câu chuyện thật do vị sư nữ vừa kể ra đây lại xảy ra ngay trong thế kỷ 21 này. Thời gian, địa điểm, người thật, việc thật rõ ràng bày ra trước mắt, sao có thể khiến người ta không kinh hồn bạc vía được chứ? Xin ghi lại để chia sẻ cùng bạn đọc. Từ Trí. Trộm công giảm điệu. Hiện tại trong giới kiến trúc có 3 câu danh ngôn: chỉ trộm công không giảm liệu, chờ sập. Chỉ giảm liệu không trộm công, sẽ sập. Đã trộm công lại giảm liệu, chắc chắn sập. Nếu giản lược là trộm công giảm liệu thì sớm muộn gì cũng sập. Vào năm 1971, thành phố Đài Nam của Đài Loan có một nhà kinh doanh kiến trúc nổi danh tên là Trương Sĩ Lư. Ông không học qua sách vở, nhưng phòng ốc dựng xây hết sức kiên cố, tuyệt không có chuyện trộm công giảm liệu. Ông luôn bảo đảm uy tín, danh dự, cho nên bất kể là kiến trúc dân gian hay thuộc chính phủ, ai cũng muốn mời ông thầu xây. Trương Sĩ Lương có 2 con trai. Đứa đầu, tên Trương Kim Sùng, là kỹ sư thiết kế kiến trúc. Còn đứa út, tên Trương Tất Khoan, kế thừa sự nghiệp phụ thân. Lúc đó chính phủ muốn xây ở thôn quê một chung cư. Công trình tốn phí rất lớn. Các cổ đông trong 2 thế lực Hắc Bạch tranh nhau giành thầu xây công trình. Do Trương Sĩ Lương có uy tín tốt, nên quan viên chính phủ ở Cố Hương đều tiến cử ông, mời ông phụ trách kiến trúc. Lúc đó, chính phủ huyện có vị quan tên là Chiêm Tụ Thành, thuộc loại khổ học xuất thân. Nhờ thành tích ưu tú mà thi đậu công vụ viên, chỉ đáng tiếc là y không tự trọng, không biết giữ thân trong sạch. Tuổi còn nhỏ mà đã sớm học các thối xấu ác, dối lừa, ăn hối lộ, vu oan hại người, giỏi nói suông nhưng làm tồi, vân vân. Khi y biết chàng trai trưởng Trương Kim Sùng ký hợp đồng thiết kế hành nghề rồi, bèn nửa đêm lẻn vào thăm Trương Kim Sùng, đồng thời đem theo mấy vị dân biểu và anh em xã hội đen, nói dối rằng công trình này do nhiều người lợi dụng quyền lực và trưởng lực mà giành được. Như nay ông Sùng đã thuận lợi ký được hợp đồng thì phải chia cho họ một chén cơm, đây gọi là phí giới thiệu. Kim Sùng thấy nhóm ông Thành khí thế hung dữ, sợ sinh mạng bị uy hiếp, đành phải thỏa hiệp đáp ứng. Tiếp đến, ông Thành dẫn nhiều người đến tìm quản lý công trình là công tử Úc Trương Tất Khoan. Ngoài việc yêu cầu Tất Khoan nộp phí bảo đảm, tên Thành còn đòi quyền khoáng báo, chỉ định cho doanh nghiệp kiến trúc, nếu không sẽ gây bất lợi. Nguyên là công trình này lợi nhuận không nhiều, lại trải qua lớp lớp người dọa dẫm bắt chẹt. Tất Khoan bị họ ép hợp tác, khổ không thể nói. Đành bấm bụng để Tụ Thành nắm quyền. Thế là Tụ Thành tha hồ thao túng việc trộm công giảm liệu, y khéo léo mua chuộc các quan viên giám định, lấy được giấy phép dễ dàng. Tụ Thành cho rằng thủ pháp của y chu đáo, kín như bưng, ắt là khó ai dò ra dấu vết. Nhưng người tính không bằng trời tính. Năm sau, khi chung cư xây hoàn tất, Đài Nam phát sinh ra thủy tai, phong tai nghiêm trọng,
khi thủy tai qua rồi, chung cư chịu không nổi cơn bão to gió lớn. Trong một buổi chiều, ngôi cao ốc bất ngờ đổ sập, gạch ngói bay tứ hướng. Và màn thất bại này xảy ra đúng vào lúc các quan viên cao cấp đi tuần tra khảo sát tình hình thiên tai. Do vậy, họ đích thân chứng kiến hết, liền ra lệnh cấp dưới phải điều tra. Chim Tụ Thành gian trá, liền đổ hết trách nhiệm lên đầu Trương Kim Sùng, Trương Tất Khoan. Trương Kim Sùng khôn ngoan, biết khó trốn trách nhiệm, liền lén cầm tiền đưa cho vị dân biểu trung ương nhờ xử lý công bằng và được an nhiên vô sự. Riêng Tất Khoan trung hậu, không biết hối lộ, nên bị phán ngồi nhà giam 4 năm rưỡi. Tin tức này truyền đến Trương Sĩ Lương, đang nằm ở trên giường bệnh. Ông thấy danh dự cả đời mình gìn giữ bị hủy hết trong một sớm một chiều, nhất thời khó thể chấp nhận, bèn tự sát. Trương Kim Sùng biết Tụ Thành tính rất giảo hoạt và mưu mô, nên không dám hủy hợp tác. Em họ Tụ Thành là Chim Mộc Căn, cũng làm kinh doanh kiến trúc. Hễ Tụ Thành tiếp được công trình thì giao cho Chim Mộc Căn xây. Sau đó, y ung dung đòi nộp tiền hoa hồng mà các công trình Mộc Căn nhận được đều không có lợi nhuận nhiều, lại phải nộp phí quá cao nên lòng rất bất mãn. Kim Sùng hiểu được, bèn hẹn gặp riêng Mộc Căn đề nghị hợp tác làm ăn. Kim Sùng nhận công trình xong thì giao cho Mộc Căn xây. Lợi ích chia đều, không hề đòi phí hoa hồng hoa cúc gì cả. Mộc Căn nghe, thích lắm, vui vẻ hợp tác. Tin này truyền đến tai Chim Tụ Thành, y thập phần tức giận, cảm thấy Kim Sùng và Mộc Căn dám vong ân bội nghĩa với mình. Nên ngay tối hôm đó, y dẫn theo 6 tên xã hội đen đến nhà Kim Sùng, định hỏi tội và dạy cho ông ta một bài học. Nào ngờ, ngay khi đó, cảnh vệ đã mai phục sẵn và tóm gọn hết đám gian. Kết quả, Tụ Thành nổi danh cáo già, trừ việc bị cách chức ra, pháp viện còn phán tội danh đốc suối giết người chưa thành, tuyên phạt y 1 năm rưỡi tù giam. Khi Tụ Thành mãn hạn tù được thả rồi, thì y hợp cùng với các thế lực đen mở một công ty kiến trúc, đấu thầu nhận công trình rồi thì giao cho bên xây dựng lo và kiếm lời từ trong đây. Do y điều khiển vô số công trình, rất nhiều việc không đạt mà phát sinh kiện cáo. Mỗi lần có sự cố phát sinh, sở cảnh sát thề sẽ điều tra tới cùng. Nhưng sau khi Tụ Thành giao lưu thầm lén với họ xong, thì kết quả cứ mờ mờ ảo ảo và được thông qua. Mặc dù Tụ Thành nhiều lần thoát khỏi lưới pháp luật, nhưng trốn không nổi báo ứng của trời. Hôm đó là ngày mừng sinh nhật 65 của ông. Hai con trai ông vì cha mẹ nghỉ hưu an hưởng tuổi già đã đặc biệt hùng vốn xây cho một ngôi biệt thự nguy nga để làm quà mừng sinh nhật phụ thân. Hôm sinh nhật là ngày ông hoan hỷ dọn vào nhà mới. Nhưng không ai ngờ, ngay tối đó, hạ tầng ngôi biệt thự tráng lệ bỗng phát sinh sụt lún rồi sụp đổ, khiến cho vợ chồng ông Thành, con trai trưởng và các phe phái từng hợp tác thầu xây dựng công trình gian vô phương đào thoát, đồng bị chôn sống và chết dưới đống gạch vụn. Sau đó cảnh sát điều tra mới biết, ngôi kiến trúc mừng sinh nhật do bị bòn rút vật liệu nghiêm trọng nên mới đổ sập. Điều khiến người ngạc nhiên nhất là nhóm thợ xây ngôi nhà đó thuộc công ty của con trai trưởng ông Thành. Do ông Thành và các phe phái hợp tác thầu công trình chuyên bòn rút vật liệu, và tuyệt chiêu này đã được ông truyền cho con trai. Còn ông lại đem bí kíp công phu này truyền cho các thương nhân hợp tác xây dựng, nên khi họ thọ giáo đầy đủ rồi thì luôn sử dụng tuyệt chiêu này để báo đáp cha con ông. Đây gọi là báo ứng. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Trong xã hội bây giờ, bao nhiêu quan viên và công ty xây dựng vì tiền tài thế lực, danh vọng mà bán rẻ lương tâm. Hãy xem Đài Loan năm 92 bị đài địa chấn, Tứ Xuyên, Vấn Xuyên bị đài địa chấn, làm sụp đổ biết bao nhiêu tòa nhà bị bòn rút vật liệu và đè chết vô số sinh mạng bất hạnh. Đây chính là quan quyền cấu kết với thương dân, hợp tác, làm gian dối, cẩu thả, rồi tạo nên thảm kịch máu loang đầy đất.
từ việc xây dựng thiếu lương tâm. Hy vọng, nghe xong câu chuyện có thật này, các vị sẽ giữ lòng hướng thiện. Nếu dùng thủ đoạn đê hèn để có được giàu sang, thì hại người vẫn là hại mình, khó thoát khỏi báo ứng rủi ro. Bởi vì đồng tiền bất nghĩa, dù do chính tay mình hay con cháu tạo ra, thảy đều vô phương hưởng dụng. Vợ chồng họ Sử. Đây là kinh nghiệm lợi ích mà Sử cư sĩ trải qua sau khi học Phật. Hy vọng mọi người nhờ đây mà tăng thêm tín tâm học Phật. Ông đã kể cho chúng tôi nghe rằng, đầu mùa đông năm 1998, vợ của ông bất ngờ mang thai ngoài ý muốn. Lúc đó, ông đang bề bộn công việc khảo cứu, còn vợ của ông thì công việc vừa mới khai trương. Cho nên, vợ chồng ông đã quyết định một điều không nên là, vợ ông đi bệnh viện nạo thai. Nào ngờ, hành vi khinh suất này đã thay đổi nửa đời sau của vợ chồng họ. Vợ của ông bị chứng bệnh hiểm dày vò nhiều năm, khiến cho họ cũng giờ đây mà thức tỉnh, cùng bước vào con đường học Phật. Năm 2003, vợ của ông phát hiện bộ phận cận trực tràng của cô đau không chịu nổi. Bác sĩ chuẩn đoán là bị viêm mủ các tuyến quanh hậu môn, bảo cô ta phải nhập viện mổ, nhưng mổ xong vẫn đau như cũ. Sau đó, được bác sĩ chuyên môn ở Y viện Phụ Sản tỉnh chuẩn đoán là chứng bệnh di vị nội mạc tử cung. Tìm đọc các tư liệu liên quan, họ mới biết được bệnh này vô cùng nghiêm trọng. Bệnh làm viêm thành đường ruột, gây hẹp và tắc nghẽn đường ruột, tạo ra táo bón. Táo bón chỉ ra liên tục thường xuyên cũng ảnh hưởng đến chu kỳ trong thời kỳ kinh nguyệt, có thể bị táo bón nặng. Ngoài ra, bệnh nhân thường xuyên xuất hiện nhiều cảm giác khó chịu như muốn đi ngoài, đau khi bài tiết, thậm chí đi ngoài ra máu. Bệnh sẽ xuất hiện các triệu chứng khác như tắc nghẽn đường ruột hoặc giãn cách, gây táo bón, trướng bụng, đau bụng, buồn nôn, khó chịu. Đây là căn bệnh nan y của thế kỷ này. Triệu chứng chính là không thể mang thai và rất đau đớn. Bệnh rất khó chữa. Việc trị xong vẫn có thể tái phát bất cứ lúc nào, được xếp vào loại ung bú bất tử. Chứng này hành bệnh nhân thống khổ bất tận. Mỗi tháng, vợ của ông đều bị hành đau chí tử. Cơn đau cứ đúng hẹn là đến theo chu kỳ, đày đọa cô ta suốt 4 ngày đến 5 ngày, gây ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe, công tác và đời sống. Ông cũng bị khổ lây theo, vì mỗi lúc nhìn vợ ông nằm dài trên giường, mặt trắng bệch, sức lực hầu như cạn kiệt vì cơn đau. Thống khổ này, trong chớp mắt, cũng vây bủa toàn thân ông, khiến cho tim ông khó thở như bị đá đè, cực kỳ nặng nề khó chịu. Bác sĩ đề nghị vợ ông nên trị liệu theo phương pháp thụ thai, vì việc mang thai và cho bú có thể giúp cho bệnh thuyên giảm. Nhưng đối với người bị chứng dị vị nội mạc tử cung thì chuyện mang thai bình thường bỗng trở nên quá gian nan. Nỗ lực hơn một năm vẫn không có kết quả. Họ đối với việc này hầu như không còn hy vọng gì cả. Tháng 3 năm 2005, vợ của ông bị u nang buồng trứng bên trái nên phải nhập viện mổ, cắt bỏ vùng buồng trứng ung mủ. Đối với chứng bệnh viêm mủ các tuyến quanh hậu môn, do quanh đó liên quan đến nhiều dây thần kinh huyết quản, nên nếu mổ thì nguy hiểm rất lớn. Vì vậy, bác sĩ không dám động đến. Sau khi cắt buồng trứng xong, bác sĩ đã đề nghị bằng cách mang thai, nói rằng thời kỳ hoài thai then chốt là tháng 7-8, nếu qua được 2 tháng này thì không lo nữa, có thể gió yên sóng lặng. Tháng 8, họ đã đi Phổ Đà Sơn lễ tượng Quan Thế Âm tại Phổ Tế Tự để cầu con. Kể ra thật mầu nhiệm, ngay từ lúc rời khỏi Phổ Đà Sơn về nhà hơn một tháng, thì vợ ông đã có tin vui,
chúng tôi mừng đến rơi nước mắt. Tiếp đến một năm sau, nhờ mang thai và cho con bú, vợ ông mới được hưởng những ngày tháng bình an của cuộc sống không đau đớn. Nhưng cảnh vui thường không kéo dài. Khi con gái của ông vừa cai bú xong, thì tháng kế đó, vợ ông đã kinh hoàng khi phát hiện cơn đau bấy lâu nay nằm im, bây giờ đột ngột ập tới. Lúc này, họ hầu như lâm vào đường cùng, bó tay hết cách, khổ đến khóc không còn lệ. Nhưng, cũng ngay trong lúc này, vận may thần kỳ đã mỉm cười và mở ra con đường mới cho họ. Họ đã bắt đầu bước vào con đường, quay về cố hương dưới sự hướng dẫn của chư Phật, Bồ Tát. Một đêm thu, năm 2005. Bồ Tát Quan Thế Âm, thần uy diệu lực một lần nữa, lại ban ân cho họ. Hôm đó, Thiều Hương Lô Phong thiền tự khai quang tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, đúng vào một giờ khuya. Ông vì muốn hoàn nguyện, Ngài đã ban cho đứa con, nên cũng lên núi này tham dự. Khuya hôm đó, đúng giờ đã định, Phật nhạc bắt đầu tấu vang, từ Bồ Tát tỏa hồng quang bủa khắp. Ông đã nghe mọi người xúc động nói: Trời ơi, ánh sáng gì mà sáng quá vậy? À, tôi biết rồi, hào quang của Bồ Tát, hào quang của Bồ Tát đó. Lúc này, đám đông ngoài điện nhốn nháo, xôn xao, ngẩng đầu lên nhìn. Ông cũng ngẩng đầu lên, thấy giữa không trung, tuy là ban đêm, nhưng có luồng hào quang sáng chói. Ánh Phật quang hiện rõ, to dần, mỗi giây nhấp nháy một lần. Tuy sáng rực rỡ, nhưng không hề gây lóa mắt. Hào quang trên không phát xuất từ hướng Tây Nam, di chuyển dần đến trên đỉnh điện thờ Quan Thế Âm. Sau này, ông hồi tưởng lại, Phật quang đại khái đã chiếu và nhấp nháy hơn 20 lần. Khi đó, ông quá kích động, kinh ngạc, đến đổi đầu óc hóa thành hư vô, trống rỗng. Hiện trường khi ấy, có 600-700 người cũng đều xúc động, ngẩn ngơ. Ông có thể khẳng định là đêm đó, trời cực kỳ trong và quang đãng. Không một phiến mây đen hay điện chớp, hào quang này không phải là đèn điện hay ánh sáng do con người tạo ra. Bởi vì diện tích và mức độ chói sáng gấp trăm lần ánh điện nhân tạo. Hơn nữa, ánh sáng lại xuất phát từ tiết trên không, và những người chứng kiến lại nhìn thấy đủ các hình ảnh không đồng nhau. Người thì thấy hoa sen, kẻ thấy hồng quang, thôi thì đủ kiểu. Từ đêm đó, ông đã bắt đầu tin rằng Phật Bồ Tát không phải là truyền thuyết hư vô hoang đường, mà thực sự có tồn tại, có thể nhìn thấy rõ ràng. Năm 2006, ông dần dần tiếp xúc với Phật Pháp. Quyển sách đầu tiên gây ảnh hưởng cực lớn cho ông là cuốn Báo Ứng Hiện Đời của cư sĩ Quả Khanh, đã giúp cho ông hiểu rõ nhân quả đáng sợ, rằng báo ứng không sai bảy may. Ông biết chứng bệnh khủng khiếp hành giờ ông là do nhân quả, nhưng vì mới nhập Phật môn nên ông chưa hiểu được nguyên nhân chính xác và cách giải quyết việc này ra sao. Hơn 20 giờ, ngày 18 tháng 11 năm 2006, ông vừa nghe xong thời pháp tại Huyền Trang Tự ở Nam Kinh, đang ngồi xe vượt 400 km để quay về nhà. Lúc đó, ông mới vừa nghe pháp xong nên nhiệt huyết dâng cao như thủy triều, cứ thầm hỏi: liệu mình có thể dứt khoát từ bỏ đồ ăn mặn để ăn trường trai hay không? Nhưng vừa nghĩ đến đây thì ông bỗng e dè, khi nhớ tới bao thứ mặn ngon lành suốt mấy mươi năm qua mình từng thưởng thức, nào là bò, gà, tôm, cá, đủ thứ hấp dẫn, vì phải từ bỏ những món ăn khoái khẩu kia khiến cho ông đâm ra lưỡng lự, tự nghĩ: mình có nên ăn mặn thêm mấy năm nữa chăng? Đột nhiên, di động của ông reo vang, giọng vợ của ông cuống quýt báo tin:
con gái của ông bị cảm, không thể uống sữa hay ngủ ghê gì. Nó cứ khóc thét từ sáng tới giờ, tính ra đã mười mấy tiếng rồi. Người lớn trong nhà và con bé, ai cũng đuối đừ, kiệt sức. Ông dần điện thoại xong, lòng nóng như lửa đốt, ước gì mình có cánh để bay liền về nhà. Ngay lúc ông đang lo lắng, rối ren, bỗng ông sực nghĩ, chẳng phải trong Phật môn có câu, hữu cầu tất ứng hay sao? Thế là ông chắp tay, chí thành khấn nguyện. Xin chư Phật Bồ Tát gia trì, cho con gái con bú sữa và ngủ được. Con nguyện từ nay trở đi, sẽ ăn trường trai. Chưa đầy 10 phút, thì vợ ông đã gọi điện báo tin. Anh đừng lo nữa, con đã bú sữa được và ngủ rồi. Lập tức, ông bị kích động, đến lệ tuôn đầm đìa, bởi ông cảm thấy việc này quá thần kỳ, Phật Bồ Tát quá từ bi. Các ngài biết rõ những ý nghĩ không hay trong đầu của ông, nên đã dùng cơ duyên này để thúc đẩy ông mau chóng bỏ mặn ăn chay, dứt ác theo thiện, bước vào con đường học Phật chân chánh. Từ hôm đó trở đi, ông đã biến thành người theo chủ nghĩa ăn chay nghiêm nhặt. Tháng 4 năm 2007, ông theo cư sĩ Quả Khanh đến Thiểm Tây, lòng đầy thắc mắc về căn bệnh của vợ mình, nên tha thiết hướng về cư sĩ Quả Khanh cầu chỉ giáo. Cư sĩ Quả Khanh hơi định thần một chút, rồi hỏi ông: có phải bà nhà đã từng phá thai không? Khi ông xác nhận, thì cư sĩ Quả Khanh đã nói rằng đây chính là nguyên nhân. Cư sĩ Quả Khanh đã ôn tồn dặn ông nên ăn chay, tụng kinh siêu độ cho thai nhi. Tháng 5, thông qua cư sĩ Quả Khanh, ông được gặp cư sĩ Quả Hồng. Đối với bệnh trạng vợ ông, cô khẳng định: chắc chắn là do hai người phá thai mà chiêu cảm quả khổ như vậy. Cô bảo ông khuyên vợ ăn chay, chân thành sám hối tội lỗi đã tạo và nên tụng Phật thuyết trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử Đà La Ni Kinh. Đồng thời, cô không chút khách khí, thẳng thắn chỉ ra vô cùng chuẩn xác những lỗi sát, đạo, dâm, vọng mà ông đã phạm, khiến cho nội tâm của ông bị chấn động kịch liệt, lẫn hối hận đan xen, xấu hổ vô cùng. Cô đã cho ông thấy kiến thức Phật Pháp thần kỳ, càng thêm kiên định niềm tin, nếu hành đúng theo Phật Pháp, thì họ có thể chữa lành căn bệnh nan y. Tháng 5, năm 2007, dưới sự khuyên lơn ôn tồn lẫn đanh thép, có một chút uy lực của ông, vợ ông đã miễn cưỡng thực hiện việc bỏ mặn ăn chay. Nàng vốn là một tay sành ẩm thực, khoái mỹ vị cao lương. Nhưng giờ đây, đối diện với căn bệnh khổ khó kham, nàng đành phải nhường bộ một bước, nhưng rất không cam tâm tình nguyện, lòng còn bán tín bán nghi. Quả tình, đối với một kẻ vô thần chưa từng tiếp xúc qua Phật Pháp như nàng, thì việc bắt nàng tụng kinh còn khó hơn ăn chay rất nhiều. Vì vậy, mặc dù ông đã yêu cầu đủ cách, nàng vẫn nhất quyết không chịu tụng kinh niệm Phật. Tháng 7, ông cương quyết từ bỏ công tác sự nghiệp tại Bắc Kinh, quay về bên cạnh vợ ông, xem như việc tụng kinh sẽ do ông đảm nhiệm và hoàn thành. Ông hiểu, mình có hai trọng trách. Một, ông phải tu theo Phật Pháp, không hẳn là vì bệnh của vợ, mà vì muốn cứu đứa con đáng thương từng bị phá bỏ. Hai, việc làm này xem như là thể hiện nỗi niềm ăn năn chuộc lỗi, muốn bù đắp cho con, hy vọng sẽ an ủi vong thai và được cháu tha thứ, giúp cháu ly khổ đắc lạc, vãng sinh cõi lành. Mùng 8 tháng 8, ông bắt đầu tụng Phật thuyết trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử Đà La Ni Kinh và Kinh Kim Cang, mỗi ngày 1-2 bộ. Đương nhiên, trước và sau khi tụng kinh, ông luôn chân thành nói với đứa bé, giải thích rằng việc phá thai ngày ấy khiến cho họ rất đau lòng,
Giờ thì ông xin sám hối tội ngu si tàn độc của mình và an ủi, vỗ về tâm tư oán hận, tuyệt vọng của Hài Di. Có lúc, ông đã buồn nghẹn ngào, đến khóc không thành tiếng. Sự việc kỳ diệu phát sinh, đến cuối tháng, vào những ngày chu kỳ, vợ ông không còn bị hành đau thống thiết nữa. Lúc đó, họ cũng cho là có thể nhờ tác dụng của châm cứu thuốc men. Ngày 10 tháng 9, vợ ông không châm cứu hay dùng thuốc chi nữa. Ông tiếp tục tụng kinh chuyên cần. Vợ ông một lần nữa được bình an vô sự. Nhưng họ vẫn còn cho rằng có lẽ nhờ di chứng phẫu thuật một bên buồng trứng năm 2005 kích thích tố nữ hạ nên thành như vậy. Đến tháng 11, khi vợ ông đến bệnh viện kiểm tra kích thích tố nữ, kết quả tất cả đều bình thường. Họ vẫn chưa yên tâm, bèn đi hỏi cư sĩ Quả Hồng. Cô xác nhận, đứa bé thật sự đã đi rồi, hơn nữa còn ra đi với tâm tư rất vui vẻ. Bây giờ họ mới tin phục. Trong khoảng thời gian này xảy ra một việc thú vị. Tính đến đầu xuân năm 2008, vợ ông lành bệnh được 6 tháng, nên hầu như nàng cũng quên bén đi cảm giác đau từng hành hạ mình. Nhất là khi đối diện với những mâm cỗ đại tiệc mừng năm mới, nhìn từng bàn ê hề thịt cá, chưng đầy mỹ vị cao lương, càng kích thích bản tính khoái ăn ngon của nàng. Nàng chép miệng thèm thuồng và mấy lần than thở với ông một cách ai oán. Anh à, ăn chay cả đời như thế này em chịu không có nổi đâu. Đến tháng tư này á, là xem như ăn chay đã mãn năm, lúc đó em sẽ ăn mặn lại. Nàng vừa tuyên bố xong, thì ngay tháng giêng đó, cơn bệnh kinh khủng, đáng sợ, bỗng xuất hiện, dường như nó đang ngấm ngầm bộc phát, khiến cho vợ ông bắt đầu hoảng loạn, sợ hãi. Thời may, hôm đó, họ đã cùng với cư sĩ Quả Hồng đi Thượng Hải, Nam Kinh, Hàng Châu và cùng một số cư sĩ đến phóng sinh ở Tây Hồ. Những liên quan đến chuyến phóng sinh này đều được đài truyền hình Triết Giang trình chiếu và báo Tiền Giang đăng tin vào ngày 25 tháng 12. Lúc ăn trưa nơi tiệm chay, ông hỏi Quả Hồng cùng ngồi chung bàn. Vợ tôi lại đau nữa, có phải là do đứa bé quay về không? Không phải, là tại vợ anh nói lời lật lọng, bội tính, phản nguyện. Vợ ông ngồi bên xanh mặt, nàng hoảng sợ tới nỗi chẳng còn dám hó hé đá động gì tới chuyện ăn mặn lại. Đương nhiên tháng kế đó, nhờ vợ ông biết kiềm chế được, trước vực thẳm, dừng kịp trước hiểm nguy, nên cơn bệnh dữ không còn tái hiện, hoành hành. Kể từ đó, vợ ông cũng chưa hẳn, chẳng dám nói hay tơ tưởng gì đến chuyện ăn mặn, và nàng được bình an mãi cho đến ngày nay. Bây giờ, họ lại được một phen luật nhân quả dạy cho một bài học, đã biết sợ và tin trên đầu ba thứ có thần linh, đã hiểu rằng từng cử chỉ lời nói, mỗi khởi tâm động niệm của họ, thấy đều nằm trong tầm nhìn của thần minh, đều bị luật nhân quả chi phối, vận hành. Đến nay đã gần 2 năm, vợ ông đã hết bị cơn bệnh khủng hành. Chứng táo bón và các bệnh lớn nhỏ gì cũng đều tiêu tan. Các bàn hữu bác sĩ của ông vẫn nói rằng, thông thường bệnh này phát mỗi lúc càng nặng. Vợ của anh không do phẫu thuật, không do uống thuốc mà được lành, thì phải nói, đây là đại kỳ tích. Ông và vợ ông xin cảm tạ Phật Pháp, cảm tạ các thiền tri thức đã kiên nhẫn, chỉ dẫn, giúp họ phá mê, bỏ xấu. Cảm tạ đứa con đã thông cảm, tha thứ, chịu xả oán hờn ra đi. Càng cảm tạ cháu đã dùng phương thức này để cứu độ hai đấng sinh thành ngu si, khiến họ biết mà dừng trước vực thẳm, lội ngược dòng, lìa xa chốn mê. Giải thích thêm, kỳ tích sống lại từ chỗ chết phát sinh và bắt nguồn từ tâm tỉnh giác tu sửa. Người không muốn chết thì trước phải biết chết ngay khi còn đang sống, có nghĩa là chết hết mọi tật xấu, phải chết trụi lũi những tính tham, sân, si, mạng, nghi, tà kiến, những gì trái đạo, không đúng pháp.
Ngoài ra, còn phải biết thành tâm sám hối, sửa lỗi, bồi đức, y theo giới định huệ, đúng pháp mà tu hành, thì sẽ thay đổi cuộc đời. Hiểu rõ Phật Pháp rồi, thì dù kỳ tích có xảy ra, cũng là chuyện rất bình thường. Vì sao các tu sĩ hay bệnh nặng? Vì sao các tu sĩ có những thành tựu cao tột lại bị nhiều hoạn nạn hoặc bị nặng trước khi ra đi? Xem trong sử, ta thấy chư vị cao tăng đều gặp nhiều tai nạn, bệnh nặng. Lục Tổ Huệ Năng khi còn tại thế đã có người muốn sát hại Ngài. Sau khi Ngài viên tịch, còn có người muốn chặt đầu Ngài để mang về nhà thờ cúng. Còn Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi đến Trung Hoa, Ngài bị đầu độc và ám hại 6 lần. Tổ Ấn Độ thứ 24 và Tôn Giả Sư Tử thì bị chém đầu. Trước khi Đại sư Huyền Trang mất, Ngài bị trật chương té ngã, sau đó bị bệnh, phải nằm lâu ngay trên giường. Ngài nói rằng, tất cả những phiền não và ác nghiệp của tôi từ vô thủy đến nay đều nhờ đức của cơn bệnh nhẹ này mà tiêu trừ hết. Vì vậy, tôi rất mừng. Nói về sư Giới Hiền, một vị tăng tài đức nổi danh, lúc tuổi già bị bệnh nặng và bị hành hạ đau đớn đến muốn tự tử. Sau đó, Ngài mơ thấy 3 vị Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm cùng khuyên bảo Ngài, nói rằng, con trước kia từng là một vị quốc vương, gây nhiều khốn khổ cho chúng sanh, cho nên, nay phải chịu quả báo này. Nhờ phúc tu, nên những tội thay vì phải chịu phạt ở địa ngục, được chuyển thành cơn bệnh đau này. Con ráng chịu đựng 3 năm nữa, sẽ có sư Huyền Trang đi thỉnh kinh đến đây thọ học với con. Con hãy thành tâm sám hối, kiên nhẫn chịu đựng đau khổ và tinh tấn xiển dương kinh luận, thì nghiệp chướng của con sẽ tự nhiên được tiêu trừ. Còn Hòa Thượng Hư Vân, thọ đến 120 tuổi, cuộc đời của Ngài trải qua 10 nạn, 48 biến cố. Thậm chí khi Ngài đã 112 tuổi, còn bị đệ tử bán đứng, bị cướp và bị quân binh Trung Quốc tra tấn rất dã man. Ngài chết đi sống lại nhiều lần sau khi bị đánh đập bằng chùy sắt đến chảy máu và xương gân đều gãy đứt. Đại sư Hám Sơn, Tử Bá, người đã để lại nhục thân bất hoại, đã phải thọ nhận sự tra tấn tàn bạo và chết vì cục bú trên lưng. Hòa Thượng Quảng Khâm, một vị cao tăng cũng bị bệnh và viên tịch vào năm 1986. Vị tăng sĩ tại chùa của Ngài đã từng kể rằng, Hòa Thượng nói, Ngài sẽ thì hiện bị bệnh lúc mất. Có người nêu thắc mắc với Hòa Thượng Quảng Khâm rằng, người đã chứng đắc rất cao trong việc tu hành, nhưng lại chết vì bệnh tật hoặc tai nạn, vậy có phải là định nghiệp của người đó khó thể chuyển đổi? Hòa Thượng Quảng Khâm đã từ tốn trả lời rằng, quý vị có thể nói định nghiệp của họ khó chuyển đổi, nhưng hãy hiểu rằng, người đó đang trả nghiệp, hoặc chuyển trả báo nặng thành nhẹ. Chỉ những người có tu hành mới gặp nhiều khổ nạn, trắc trở. Đúng ra, đây chính là công đức tu hành của bản thân họ, đã giúp họ trả nghiệp nhanh, giải quyết mọi tội báo trong một lần, ngay trong một đời này.